Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 128. Giơ tay lên tát một cái. Nhóm chàng trai áo xanh còn không có cả cơ hội phản ứng, hóa thành một đám huyết vụ ngay tại chỗ. Diệp Bắc Minh, cậu hài lòng chưa? Lão Chu gần như bật tiếng từ cổ họng. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ kinh ngạc, lão Chu, ông chơi thật à? Tôi đâu có bảo các ông giết cậu ta. Ha 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 ha. Lão Chu ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng lửa giận trong đôi mắt không thể dằn xuống được nữa. Ông ta phất tay áo, bỏ đi. Trong cả quá trình, hai người là Hoang Cửu Dương và Thạch Nghị đều nhíu mày. Không nói một câu nào. Tên nhóc này, thực lực, tính cách, lòng dạ đều thâm thật đấy. Bức được lão Chu ra nông nỗi này luôn. Hoang Cửu Dương nhìn Diệp Bắc Minh một cái, Diệp Bắc Minh, bây giờ chúng ta nên bàn về vấn đề của cậu rồi chứ. Tôi có vấn đề gì? Cậu có biết, phép tắc luân hồi là điều cấm kỵ ở Nguyên Thủy Chân Giới không hả? Hoang Cửu Hoang nói với giọng lạnh nhạt, cậu tu luyện phép tắc luân hồi, hơn nữa còn ngưng tụ ra đạo đài luân hồi, chắc hẳn cậu đang ở tầng 3 phép tắc luân hồi. Phép tắc luân hồi. Tầng 3. Ngoài mặt, Diệp Bắc Minh không tỏ vẻ gì. Trong lòng thì đang nổi sóng ầm ầm. Tiểu tháp, phép tắc luân hồi còn phân tầng nữa hả? Cậu đừng hỏi tôi cũng mới tới thế giới này lần đầu. Đối diện với câu hỏi của Diệp Bắc Minh, Giao Chỉ đưa ra đáp án, đương nhiên rồi, phép tắc luân hồi tu luyện đến tầng 9, có thể đi xuyên tới tương lai. Thật sao? Diệp Bắc Minh cả kinh. Không đợi Giao Chỉ đáp lại. Giọng của Hoang Cửu Dương lại vang lên, bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là từ bỏ việc tu luyện phép tắc luân hồi. Hai là chết. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh sa sầm. Côn Ngô Mật Phi lập tức bước ra đứng trước người Diệp Bắc Minh, cung chủ, ông muốn giết anh ấy. Hoang Cửu Dương không biểu cảm gì, Mật Phi, con hiểu lầm rồi. Cái chết mà ta nói, là tự cậu ta sẽ chết. Côn Ngô Mật Phi sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Sau đó lại nhìn sang Hoang Cửu Dương, cung chủ, xin ông hãy nói rõ. Tên nhóc này gặp may nên mới tu luyện được đến tầng 3 phép tắc luân hồi, một khi tiến vào tầng thứ 4. Thì sẽ cách cái chết không còn xa nữa. Hoang Cửu Dương lắc đầu. Diệp Bắc Minh chắp tay vái, cung chủ, lẽ nào phép tắc luân hồi có chỗ thiếu sót? Cậu cũng biết khách khí cơ đấy. Hoang Cửu Dương cười cáu kỉnh, lão phu cứ tưởng cậu sẽ cứng đến cùng cơ. Diệp Bắc Minh đúng mực nói, đối phó với kẻ địch, tất nhiên phải cứng đến cùng. Nếu cung chủ là bạn, Diệp Bắc Minh tôi cũng không phải kẻ không biết lễ phép. Hoang Cửu Dương nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật kỹ. Im lặng vài giây. Tốt nhất là cậu đừng biết. Ông ta lắc đầu. Tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất là đừng tu luyện phép tắc luân hồi nữa. Không thì sẽ chết rất khó coi đấy. Là kiểu sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh ấy. Nói xong. Hoang Cửu Dương quay người rời đi. Thạch Nghị rất ngạc nhiên, ánh mắt ông ta lóe lên rồi cũng đi theo. Sau khi ra khỏi quảng trường, Thạch Nghị nghi hoặc, cung chủ, tại sao ông không đề nghị cho cậu ta tiến vào nơi đó. Hoang Cửu Dương quay đầu lại, ông không thấy tên nhóc này cũng thú vị à? Ý ông là? Thạch Nghị sửng sốt. Hoang Cửu Dương gật đầu, ông ta khoanh tay trước ngực rồi đi tiếp, chỉ dựa vào việc vừa nãy phải đối diện với bốn vị cảnh giới tế đạo cùng lúc, mà cậu ta vẫn không hề sợ hãi. Lão Phu nghĩ, tên nhóc này có thể đào tạo được. Nếu chết thì tiếc quá. Thạch Nghị ngây người. Hoang Cửu Dương đã sống 10 tỷ năm. Công phu là tầng 4 cảnh giới tế đạo, thế mà lại nổi lên lòng yêu người tài. Quái thật, rốt cuộc tên nhóc này có ma lực gì cơ chứ? Thạch Nghị lẩm bẩm. Trên quảng trường, U Nhược đi qua với vẻ mặt ngưng trọng, Diệp công tử, vừa nãy anh liều quá. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, tôi không giết chết đám người đó, thì lão Chu sẽ tha cho tôi à? Tôi không châm biếm Bàng Vân thì ông ta sẽ không có hứng thú với mẫu thạch hỗn độn sao? Còn cả Tố Vấn kia nữa. Cô nghĩ cô ta sẽ tha cho tôi sao? Ngay từ đầu, mục tiêu của đám người đó chỉ có một, giết chết tôi. Lấy được mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn trong tay tôi, bọn họ đều muốn tôi chết, thế tôi còn khách khí với họ làm gì? Nhưng, U Nhược há miệng, cô ta chợt phát hiện, Diệp Bắc Minh nói rất có lý. Hoàn toàn không thể phản bác. Nhưng, không nể mặt hai vị cảnh giới tế đạo như vậy, cũng quá dọa người đi. Côn Ngô Mật Phi thản nhiên cười, vỗ đầu Diệp Bắc Minh, tiểu Minh Minh, làm tốt lắm. Chị thích người đàn ông như vậy. Đi, tôi đưa anh đến một chỗ hay.
Sau khi Bàng Vân và Thạch Nghị rời khỏi quảng trường, bọn họ đi thẳng về chỗ ở. Sư phụ, tên tiện chủng đó quá đáng ghét. Con rất muốn giết chết anh ta ngay bây giờ, sau đó bầm thây vạn đoạn. Tố Vấn cười lạnh lẽo, làm gì còn dáng vẻ dịu dàng trong ngày thường nữa, nếu không phải có cung chủ và mấy vị trưởng lão ở đấy, con đã ra tay giết anh ta luôn rồi, cùng lắm thì úp mặt vào tường mấy trăm triệu năm, vẫn đáng. Hận, oán hận ngập trời. Tố Vấn chưa từng hận một người đến vậy. Bàng Vân liếc cô ta một cái, lắc đầu, con không phải đối thủ của cậu ta. Nếu vi sư không ra mặt thì con đã thành một khối thi thể rồi. Không phải chứ, sao có thể? Tố Vấn cả kinh. Cô ta há to miệng, nghĩ đến uy lực khủng bố của trường thương màu kim kia, con đã tu luyện đến đại đạo chi thượng tầng 7, tên tạp chủng đó có thể giết được con ư? Đùa gì vậy? Tố Vấn vẫn không tin, đánh chính diện Diệp Bắc Minh có thể giết cô ta. Bàng Vân lười giải thích, ông ta giơ tay lên. Tố Vấn nhìn sang, con người hung hăng co rút. Hít. Cô ta không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, chỗ lòng bàn tay của Bàng Vân có một vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Đây là vết thương do vi sư đỡ nhát thương ban nãy. Nếu là con có đỡ được không? Tố Vấn nuốt nước miếng, toát mồ hôi hột. Sư phụ cảnh giới tế đạo tầng 2, thế mà lại bị thương. Đây là ngọn núi rồng thứ 13, sau này đây là địa bàn riêng của tôi. Côn Ngô Mật Phi mỉm cười. Đế cung Hồng Hoang có 999 ngọn núi rồng. 12 ngọn núi đầu, tương ứng với 12 vị cảnh giới tế đạo. Không ngờ, ngọn núi rồng thứ 13 lại được đưa cho Côn Ngô Mật Phi, có thể thấy đế cung Hồng Hoang rất coi trọng cô ta. Côn Ngô Mật Phi lấy ra một cái lệnh bài, đặt vào một tấm bia đá. Trận pháp phía trước ầm ầm mở khóa. Ba người đi vào trong. Trước mặt đã sáng tỏ rõ ràng. Một dãy núi hình rồng cả ngàn dặm, nằm trên mặt đất. Trên đỉnh núi là các tòa cung điện. U Nhược cô nương, cô cứ tự nhiên. Côn Ngô Mật Phi khẽ cười một tiếng. Sau đó kéo Diệp Bắc Minh đi thẳng vào điện chính. U Nhược đỏ mặt, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của hai người, chắc không phải hai người đó định làm chuyện kia đấy chứ. Sau khi đi vào điện chính, Côn Ngô Mật Phi gần như treo trên người Diệp Bắc Minh, đôi mắt trở nên kiều mị. Hai người nhanh chóng nhào vào nhau. Khi sắp tiến hành bước tiếp theo, đột nhiên, giọng nói của Giao Chỉ chợt vang lên, Diệp Bắc Minh, mau nâng cao cảnh giới đi, chúng ta không đủ thời gian đâu. Dùng nội đan của Lão Tế Hoàng, tính sơ sơ ngươi có thể tăng lên đến tầng 5, sau đó chúng ta lập tức lên đường đi tìm nhà tù số 6. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Gấp thế à? Giao Chỉ nói, bọn họ không tìm được bổn đế, chắc chắn biết bổn đế muốn đến nhà tù số 6, để tìm thi thể bổn đế còn sót lại. Với thực lực hiện giờ của ngươi, căn bản không vào được nhà tù số 6. Thừa dịp bây giờ bọn họ chưa phản ứng lại, chỉ cần ngươi bước vào cảnh giới đại năng tầng 5, chắc là đủ dùng đấy. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm, hoãn một giờ nửa khắc, không được à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giao Chỉ hừ lạnh, một giờ nửa khắc ư, các ngươi mà làm là một hai ngày, đừng tưởng bổn đế không biết. Diệp Bắc Minh hơi xấu hổ, anh lặng lẽ giữ tay Côn Ngô Mật Phi lại. Sao vậy? Côn Ngô Mật Phi ngẩng đầu lên, trò hay sắp bắt đầu. Đột nhiên bị ngăn lại, làm cô ta hơi thất vọng. Diệp Bắc Minh nói, Mật Phi, tôi không còn nhiều thời gian, tôi phải đột phá ngay bây giờ. Được thôi. Dù thất vọng nhưng Côn Ngô Mật Phi vẫn biết chuyện nào quan trọng hơn, cô ta đưa tay ra vỗ nhẹ vào Diệp Bắc Minh, lần sau sẽ xử lý anh tiếp. Chỗ này để lại cho anh đột phá, tôi ra ngoài hộ pháp cho anh. Thấy Côn Ngô Mật Phi quay người đi ra ngoài. Diệp Bắc Minh lấy nội đan tế hoàng ra. Một luồng năng lượng hùng hậu ấp đến. Không hề chần chừ, anh nuốt luôn. Sư phụ, hay là con đi xin lỗi anh ta nhé? Tố Vấn nhìn vết thương trong lòng bàn tay Bàng Vân, cô ta hơi sợ rồi. Sư phụ đang ở cảnh giới tế đạo tầng 2. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông gần như vô địch. Bao nhiêu năm qua, cô ta chưa từng nghe thấy chuyện sư phụ bị thương. Vậy mà hôm nay cô ta lại thấy sư phụ bị thương rồi. Ban đầu Tố Vấn chỉ ghét tính cách của Diệp Bắc Minh, cảm thấy anh ta quá giả bộ, không biết điều. Cô ta chỉ muốn giáo huấn anh một trận, về sau cái tát của Côn Ngô Mật Phi đã làm cô ta nổi lên sát tâm. Cộng với việc ghen tị với Côn Ngô Mật Phi, các loại cảm xúc thêm vào nữa, thế là cô ta mới muốn giết Diệp Bắc Minh. Bây giờ,
Tô Vấn thật sự sợ hãi. Cô ta hối hận. Ánh mắt Bàng Vân lạnh như băng, Đồ Nhi, mũi tên đã bắn đi rồi thì không bay trở lại được nữa đâu. Và lại, vi sư đã đến cảnh giới tế đạo tầng 2 đỉnh phong, bao nhiêu năm qua vẫn không thể đột phá lên cảnh giới tế đạo tầng 3. Nếu vi sư có được một thể chất hỗn độn, thì đừng nói là một đế cung hồng hoang, dù là cả nguyên thủy chân giới thì cũng phải khuất phục dưới chân vi sư. Trong đôi mắt già nua của Bàng Vân hiện lên một tia nóng bỏng. Vô số năm rồi ông ta không có cái cảm giác này. Khi biết Diệp Bắc Minh tạo ra một cơ thể mang thể chất hỗn độn ngay trước mặt mọi người, Bàng Vân hoàn toàn sôi trào. Cho dù không có Tố Vấn, ông ta cũng muốn ra tay với Diệp Bắc Minh. Tố Vấn kích động, sư phụ, người nắm chắc mấy phần. Giết Diệp Bắc Minh, lấy được mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn, vi sư nắm chắc 10 phần. Bàng Vân đầy tự tin. Ông ta vừa dứt lời. Đùng đoàng. Một tiếng sấm vang lên, toàn bộ đế cung hồng hoang chấn động nhẹ, hầu như là toàn bộ đệ tử của đế cung hồng hoang đều chạy ra ngoài, kinh ngạc nhìn về phía núi rồng thứ 13. Chỉ thấy, trên bầu trời núi rồng thứ 13, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, kim, đen. Tia chớp có tổng cộng 9 loại màu giáng xuống. Lôi kiếp 9 màu. Đồng tử của Bàng Vân co lại, sao có thể chứ, lôi kiếp 9 màu là đế kiếp. Chỉ có đại đế trẻ tuổi độ kiếp, mới có thể xuất hiện lôi kiếp 9 màu. Tố Vấn, con mau đi xem, có phải thể chất hỗn độn đang độ kiếp không? Vâng. Tố Vấn đi thẳng đến ngọn núi rồng thứ 13. Trên đường đi, cô ta thấy hầu như toàn bộ người trong đế cung hồng hoang đều bị kinh động, mọi người ùn ùn kéo đến ngoài núi rồng thứ 13. Tất cả đều sửng sốt. Côn Ngô Mật Phi đang canh giữ ở lối vào núi rồng thứ 13, U Nhược thì đứng bên cạnh. Không phải cô ấy. Vậy là ai? Chắc không phải là Diệp Bắc Minh đấy chứ? Lời này vừa được nói ra, hiện trường lập tức rơi vào im lặng. Nếu Diệp Bắc Minh độ kiếp mà dẫn tới lôi kiếp 9 màu, vậy thì điều đó có ý nghĩa quá lớn. Sư phụ! Tố Vấn nhanh chóng lao về ngọn núi rồng thứ 7, đi đến trước mặt Bàng Vân, báo cáo mọi chuyện. Cái gì? Diệp Bắc Minh đang độ kiếp á? Bàng Vân kinh ngạc suýt thì nhảy dựng lên. Một lát sau, ánh mắt ông ta khóa chặt vào bầu trời trên ngọn núi rồng thứ 13, khóe mắt giật giật, xem ra tiềm năng của tên nhóc này vượt xa dự tính của lão phu. Trong thời gian ngắn, phải giết chết cậu ta, không thì sẽ là mối đe dọa rất lớn. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đang tắm trong lôi kiếp 9 màu. Cuối cùng giọng của Giao Trì đã có sự dao động, tên nhóc này khá lắm, mới ở cảnh giới đại năng tầng 2 mà đã dẫn tới lôi kiếp 9 màu, chỉ cần ngươi cứ tiếp tục phát huy như này. Sau này nhất định sẽ trở thành một đại đế. Ngươi hãy nhân cơ hội này tu luyện cực đạo tự tại công, lúc độ kiếp là dễ cảm ngộ nhất đấy. Diệp Bắc Minh thử làm theo. Cả người rơi vào trong một cảnh giới huyền diệu. Giây tiếp theo. Thế mà đạo đài luân hồi lại chủ động xuất hiện, cảm ứng với sức mạnh của lôi kiếp. Vốn dĩ đạo đài luân hồi có màu trắng, ngay sau đó đã biến thành màu vàng kim, tỏa ra vạn đạo hào quang. Hơn 100 bia mộ xung quanh giống như đang hít thở vậy, liên tục lóe sáng theo. Bên ngoài, Hoàng Cửu Dương đứng trong hư không, nét mặt vô cùng ngưng trọng, không ngờ lại là lôi kiếp 9 màu thật, tên nhóc này có tư chất của đại đế. Ách, cung chủ, không ngờ bị ông đoán trúng rồi. Thạch Nghị không ngừng hít sâu. Nói thật, lúc đầu ông ta hoàn toàn không đánh giá cao Diệp Bắc Minh. Đánh suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lôi kiếp 9 màu mới tan. Côn Ngô Mật Phi, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, U Nhược, Viên Tử Y đều ở hiện trường. Trong đế cung hồng hoang, tất cả mọi người đều tập trung ở bên ngoài núi rồng thứ 13, không ai chịu rời đi. Trận pháp hộ sơn mở ra, mọi ánh nhìn đổ dồn vào chàng trai trẻ đang đi tới. Cảnh giới của Diệp Bắc Minh cũng tăng lên tế đạo tầng 5. Tiểu Minh Minh, Diệp Đại Ca, ba người là Côn Ngô Mật Phi, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi chạy lên, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, mừng cho anh. Tên nhóc này có số đào hoa tốt thế. Ba sư muội đều thích cậu ta, rốt cuộc dựa vào đâu chứ? Có người phỉ nhổ. Bên cạnh lập tức có người cười lạnh, dựa vào đâu ý hả? Người ta có thể gọi ra lôi kiếp 9 màu, cậu có làm được không? Người phỉ nhổ kia cứng họng không trả lời được. Rất nhiều đệ tử ở đại đạo chi thượng tầng 6 tầng 7, thậm chí là tầng 8 tầng 9 đều nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Cảm nhận được một cỗ uy hiếp nồng đậm. Rõ ràng đối phương mới ở cảnh giới đại năng tầng 5,
vậy mà lại khiến bọn họ có cảm giác nguy cơ, khủng bố quá. Sư phụ, khí tức của anh ta còn đáng sợ hơn. Tô Vân đứng cuối đám đông, cơ thể khẽ run. Sắc mặt Bàng Vân u ám, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, không nói một lời. Cùng lúc đó, Hoàng Cửu Dương đi lên, Diệp Bắc Minh, tôi phá lệ mời cậu gia nhập đế cung Hồng Hoang. Diệp Bắc Minh, lão phu đã nhìn nhầm cậu, gia nhập đế cung Hồng Hoang đi. Thạch Nghị cũng nói theo. Khi tất cả mọi người cho rằng, Diệp Bắc Minh sẽ gia nhập đế cung Hồng Hoang. Không ngờ. Diệp Bắc Minh thản nhiên từ chối, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Cậu, nghiêm túc hả? Hoàng Cửu Dương sửng sốt. Toàn trường lặng như tờ. Thạch Nghị nhắc nhở một câu, cho dù là chủng tộc đế huyết, thì cũng phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán, đưa con cháu vào đây đấy. Diệp Bắc Minh, cậu có biết mình đang nói gì không? Diệp Bắc Minh hờ hững nói, tôi thấy đế cung Hồng Hoang này cũng chỉ có vậy. Anh nhìn xung quanh, rồi quét mắt nhìn một đám đệ tử của đế cung Hồng Hoang, hơn 1000 đệ tử, tôi cứ tưởng toàn là thiên tài trong số thiên tài, kết quả tôi nhìn một vòng. Hình như không có một ai là đối thủ của tôi. Cho nên, có gia nhập đế cung Hồng Hoang hay không, có vẻ cũng chẳng có gì khác biệt. Sau một lúc im lặng như chết, bùm, toàn trường xôn xao. Đù, tên nhóc này kiêu ngạo quá. Chỉ mới ở cảnh giới đại năng tầng 5, thế mà dám nói ra câu này. Cậu ta tưởng mình Triệu Gia Lôi Kiếp 9 màu thì vô địch thiên hạ thật đấy à? Gần 30 cặp mắt lạnh như băng rơi trên người Diệp Bắc Minh. Mang theo hàn ý vô tận. Những người này là 30 đệ tử đứng đầu của đế cung Hồng Hoang. Hầu như ai cũng ở cảnh giới đại đạo chi thượng tầng 9. U Nhược nuốt ngụm nước miếng, không ngờ Diệp Bắc Minh lại dám nói như vậy. Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, Diệp đại ca vẫn cái tính cách đó. Côn Ngô Mật Phi nhếch môi cười, đây chính là người đàn ông mà cô nhìn chúng. Hoàng Cửu Dương nhíu chặt chân mày, Diệp Bắc Minh, sự tự tin của cậu đến từ đạo đài luân hồi đúng không? Đúng là ở trong đạo đài luân hồi, cậu có thể hồi phục vết thương vô số lần. Cảnh giới đại năng tầng 5 đánh với đại đạo chi thượng, khả năng cậu đánh thắng là rất cao. Nếu không có đạo đài luân hồi, cậu mà thắng được đệ tử top 500 ở đế cung Hồng Hoang, lão phu cũng nể cậu. Diệp Bắc Minh thản nhiên đáp một tiếng, không cần ông nể tôi, đợi tôi tiến vào cảnh giới đại đạo, ông cũng không phải đối thủ của tôi. Toàn trường, triệt để im như tờ. Cả không gian như đứng lại. Côn Ngô Mật Phi, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi. Viên Tử Y, U Nhược, Hoàng Cửu Dương, Thạch Nghị, Lão Chu. Ngay cả Bàng Vân và Tố Vấn cũng sững sờ. Rốt cuộc tên nhóc này lấy đâu ra tự tin vậy? Sau một lúc ngẩn người, Hoàng Cửu Dương lại cảm thấy nặng nề, không đúng, tên nhóc này không phải loại người không có đầu óc, cậu ta dám nói như vậy, lẽ nào cậu ta có chỗ dựa thật à? Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Diệp công tử, tôi tin cậu. Cuối cùng, Hoàng Cửu Dương bật ra một câu. Bất chi bất giác đã đổi cả xưng hô rồi, mọi người cũng phát hiện, có thể được Hoàng Cửu Dương gọi một tiếng công tử, khắp cái nguyên thủy chân giới cũng chẳng được mấy người. Cung chủ. Toàn bộ đệ tử ở đế cung Hồng Hoang đều sững sờ. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, anh chợt cười. Cung chủ, chúng ta ra kia nói chuyện. Được. Hoàng Cửu Dương đi. Dẫn theo Diệp Bắc Minh đi vào ngọn núi rồng thứ tư. Diệp công tử nói đi. Diệp Bắc Minh đi thẳng vào vấn đề, ông có biết nhà tù số 6 giam giữ đế thi ở đâu không? Dù đã có chuẩn bị trước, Hoàng Cửu Dương vẫn sợ hết hồn khi nghe câu hỏi của Diệp Bắc Minh. Cậu, Diệp công tử, cậu nghiêm túc đấy hả? Ông thấy tôi có giống đang nói đùa không? Diệp Bắc Minh nhìn ông ta. Hoàng Cửu Dương không trả lời thẳng, mà nặng nề bật ra một câu, Diệp công tử. Nếu tôi đoán không nhầm, đế thi thoát ra từ nhà tù số 7 đang ở trên người cậu. Đúng vậy. Diệp Bắc Minh thừa nhận luôn. Mặt Hoàng Cửu Dương biến sắc. Như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Thảo nào Diệp Bắc Minh tự tin thế. Nhà tù số 6, ở núi Bất Hủ. Hoàng Cửu Dương nói. Núi Bất Hủ. Đúng, núi Bất Hủ, xếp hạng 6 trong 10 ngọn núi sáng thế. Nửa canh giờ sau. Diệp Bắc Minh và Hoàng Cửu Dương sánh vai bước ra khỏi ngọn núi thần thứ tư. Trên khuôn mặt già của Hoàng Cửu Dương là nụ cười vui sướng. Có vẻ giữa hai người đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Tiểu Minh Minh, Diệp Đại Ca, Côn Ngô Mật Phi, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, ba người bay nhanh tới.
Diệp Bắc Minh mỉm cười, mọi người ở lại đế cung Hồng Hoang, tôi phải đi rồi. Tiểu Minh Minh, anh phải đi bây giờ à? Côn Ngô Mật Phi lưu luyến. Diệp đại ca, anh đừng đi có được không? Tiêu Nhã Phi nắm chặt bàn tay anh. Diệp Bắc Minh cười nói, cô bé ngốc, anh có việc riêng cần làm. Giờ anh phải đi rồi, anh hứa với em, đợi anh làm xong hết mọi việc, anh sẽ tới tìm bọn em ngay. Nhưng em không nỡ xa anh. Tiêu Nhã Phi đỏ hồng mắt, rất là lưu luyến. Tiêu Dung Phi khẽ quát, Nhã Phi, chúng ta ở lại đế cung Hồng Hoang, nâng cao cảnh giới. Tranh thủ sau này còn làm trợ thủ đắc lực cho Diệp đại ca. Lúc này Tiêu Nhã Phi mới lưu luyến buông tay ra. Diệp Bắc Minh nhìn sang U Nhược cô nương, cô cũng ở lại đế cung Hồng Hoang đi. Tôi đã nói chuyện với cung chủ rồi, sau này, cô cứ tu võ cùng Mật Phi. Hả, tôi cũng ở lại á? U Nhược đầy nghi hoặc. Diệp Bắc Minh gật đầu, trước mắt nơi này là an toàn cho cô nhất. U Nhược suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu. Mọi người đừng tiễn nữa, tôi tự đi được rồi. Diệp Bắc Minh không ở lại lâu, sau khi dặn dò vài câu, anh quay người rời khỏi đế cung Hồng Hoang. Anh ta cứ đi như vậy à? Tô Vấn quay đầu lại, sư phụ, rốt cuộc Diệp Bắc Minh và cung chủ đã nói gì với nhau nhỉ? Bàng Vân cười khẩy, muốn đi ư, nào có đơn giản thế? Ông ta bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Diệp Bắc Minh chân trước vừa ra khỏi đế cung Hồng Hoang. Nhóc con, cẩn thận. Giao Chỉ và Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nối tiếp nói. Thân ảnh của Bàng Vân hiện ra, ông ta gần như đứng sóng vai với anh, đứng cách anh một mét. Tốc độ nhanh đến nỗi làm Diệp Bắc Minh không phản ứng kịp. Nếu vừa nãy Bàng Vân mà ra tay, xác suất có thể giết anh là 30%. Cảnh giới tế đạo, quả nhiên khủng bố. Diệp Bắc Minh thầm toát mồ hôi lạnh. Chậc chậc chậc, nhóc con đừng sợ, lão phu sẽ không ra tay với cậu ở thành Hồng Hoang. Có vẻ Bàng Vân đoán được suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, ông ta nhếch miệng cười bảo. Bề ngoài, Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh như thường, Bàng lão, ông ra đây làm gì? Bàng lão đi sau vỗ vai Diệp Bắc Minh, một cỗ năng lượng cực mạnh áp xuống. Giống như một ngọn núi khủng bố, đè lên vai anh. Phụt! Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu. Bàng Vân cười thâm ý, đương nhiên là tiến cậu một đoạn rồi. Ơ, sao cậu lại bị thương? Diệp Bắc Minh nhếch mép cười một cái, trên răng toàn là máu, không sao, tôi vẫn chịu được. Vậy thì tốt, lão phu còn lo dùng sức quá nghiền chết cậu như nghiền một con kiến hôi cơ. Bàng Vân gật đầu. Diệp Bắc Minh lau sạch máu ở khóe miệng, không phiền Bàng lão tiễn tôi nữa. Nào có, đều là người trong nhà cả, cứ để tôi tiễn cậu một đoạn đi, để cho cậu đỡ tịch mịch trên đường xuống Hoàng Tuyền, phải không? Bàng Vân cười. Trong lúc đó, vai hai người cách nhau chưa đến một mét. Người bình thường nhìn vào còn tưởng Bàng Vân là một vị trưởng bối nào đó của Diệp Bắc Minh cơ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thành Hồng Hoang, các thế lực lớn đã chờ đợi lâu nay. Cổ Kiếm Trần, Bất Hủ Càn Khôn, Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Côn Ngô Tuyệt Long, Côn Ngô Tuệ, v.v. Mười mấy người cảnh giới tế đạo chưa hề rời đi, tất cả đều chờ ở đây. Trần Vũ Nhu, Trần Kiếm Bình, Bất Hủ Thương, Lam Nguyệt Nhã, Bất Hủ Vấn Thiên cũng ở hiện trường. Lão Tổ, Diệp Bắc Minh ra rồi. Một người đàn ông trung niên chạy tới. Xoẹt. Vô số ánh mắt nhìn qua cổng thành nhìn vào ngã tư đường. Một lúc sau, Diệp Bắc Minh và Bàng Vân sánh vai đi đến cổng thành. Bàng Vân cười trêu tức, nhóc con, hình như có rất nhiều người đang chờ cậu. Để lão phu đếm xem nào, 1, 2, 3, 4. Chỉ nguyên cảnh giới tế đạo, đã có 13, 14 người rồi. Không biết vào giây phút cậu bước ra khỏi thành Hồng Hoang, cậu có hóa thành huyết phụ luôn không nhỉ? Chẳng ngờ. Diệp Bắc Minh trực tiếp hô, Bàng lão, ông đã đồng ý với tôi là nhất định sẽ cứu tôi. Tôi đã đưa hết mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn cho ông rồi. Còn cả Côn Ngô Thần Tuyền, tôi cũng đưa cho ông rồi. Cái gì cơ, mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn đang ở trong tay ông ư? Cổ Kiếm Trần, Bất Hủ Càn Khôn, Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Côn Ngô Tuyệt Long, Côn Ngô Tuệ cùng với mấy vị cảnh giới tế đạo, chuyển ánh mắt khỏi Diệp Bắc Minh. Sau đó nhìn chằm chằm vào Bàng Vân. Sát ý từ mười mấy vị cảnh giới tế đạo làm cho Bàng Vân căng cả da đầu. Đù mé, con mẹ nó. Bàng Vân có xúc động muốn chửi mẹ, ông ta chửi Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó cậu nói linh tinh gì đấy. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ vô tội,
Bàng lão, sao ông nói lời không giữ lời vậy? Mẫu thạch hỗn độn, máu hỗn độn, tôi đưa hết cho ông rồi mà. Bàng Vân tức xanh cả mặt, mọi người đừng tin cậu ta, không có chuyện đó đâu. Không có ư? Bất Hủ Càn Khôn híp mắt, nếu thật sự là không có, tại sao hai người lại đi cùng nhau thân mật như vậy? Bọn ta đâu phải đồ ngốc. Tô Bi Vân lạnh lẽo nói, Bàng Vân, ông và Diệp Bắc Minh vừa mới sánh vai đi ra đấy. Nếu hai người không thân. Đỉnh Phù Đồ nói, một người ở cảnh giới tế đạo, một người ở cảnh giới đại năng, sao có thể sánh vai đi cùng nhau được? Trừ mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn ra, mọi người không nghĩ ra được lý do gì. Côn Ngô Tuyệt Long trầm giọng quát, Bàng Vân, ông giao thần tuyển của tộc Côn Ngô tôi ra đây. Cổ Kiếm Trần cũng lạnh nhạt nói, giao mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn ra đây, mọi người cùng hưởng, không thì đừng trách chúng tôi trở mặt vô tình. Bọn tôi không ra tay ở thành Hồng Hoang là đã nể mặt đế cung Hồng Hoang các ông lắm rồi. Đừng ép bọn tôi trở mặt, Côn Ngô Tuệ hàn khí bức người. Mọi người hiểu lầm thật rồi. Bàng Vân khóc không ra nước mắt, tí thì tức nổ phổi. Tôi không cầm thật mà, không tin mọi người có thể hỏi Diệp Bắc Minh. Đè mé, Diệp Bắc Minh đâu? Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Diệp Bắc Minh đâu, anh đã biến mất dưới mí mắt của mười mấy vị cảnh giới tế đạo. Chết tiệt, thằng nhóc này chạy lúc nào vậy? Nét mặt của mười mấy vị cảnh giới tế đạo cực kỳ xấu. Không ai ngờ được rằng, Diệp Bắc Minh lại chạy ngay dưới mí mắt họ. Bàng Vân tức giận nói, các vị đều thấy rồi chứ. Tên nhóc này có tật giật mình nên chạy rồi. Mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn thật sự không ở trong tay tôi. Cổ Kiếm Trần lắc đầu, nhưng không tin, tên nhóc này ở đế cung Hồng Hoang 3 ngày 3 đêm, với thủ đoạn của đế cung Hồng Hoang các ông, ép cậu ta giao ra mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn cũng không phải chuyện không thể. Đúng vậy. Các vị cảnh giới tế đạo khác gật đầu. Mặt Bàng Vân âm trầm, các vị, lẽ nào các vị không phát hiện ra à? Trước khi vào đế cung Hồng Hoang, tên nhóc này mới ở cảnh giới đại năng tầng 2. Khí tức cảnh giới của cậu ta ban nãy đã là đại năng tầng 5 rồi. Mọi người sững sờ. Tên nhóc này thăng lên 3 cấp cảnh giới nhỏ trong vòng 3 ngày. Tô Bi Vân cả kinh. Đúng vậy, hơn nữa, lôi kiếp mà tên nhóc này gọi ra, còn là lôi kiếp 9 màu. Bàng Vân gật đầu. Lôi kiếp 9 màu. Đó chẳng phải là lôi kiếp cấp đế à? Tuyệt đối không có khả năng. Mười mấy vị cảnh giới tế đạo đang có mặt ở đây thật sự không dám tin vào tai mình. Trần Vũ Nhu che miệng, cha, người này lợi hại thế cơ ạ. Ánh mắt Trần Kiếm Bình trở nên ngưng trọng, không nói gì. Thiên Nhi, lần trước con độ kiếp là mấy màu? Bất Hủ Thương quay đầu lại. 3 màu ạ. Bất Hủ Vấn Thiên Gian Nan bật ra một câu. Gọi ra lôi kiếp 3 màu đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Nếu Diệp Bắc Minh độ kiếp mà ra lôi kiếp 9 màu thật, vậy thì sau này cậu ta thật sự có khả năng trở thành một đại đế. Nét mặt của mười mấy vị cảnh giới tế đạo đang có mặt ở đây không ngừng dao động. Rốt cuộc tên nhóc này làm kiểu gì mà có thể tăng lên 3 cảnh giới trong vòng 1 ngày nhỉ? Cậu ta đã lấy đi nội đan tế hoàng của yêu tộc. Đột nhiên một giọng nói âm lãnh vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh. Hai cha con Lôi Mông và Lôi Lam đi tới. Lôi Mông, cậu không ở rừng lạc đường, đến đây làm gì? Tô Bi Vân lạnh giọng nói. Lôi Mông cắn răng nói, Diệp Bắc Minh lén chuồn vào núi thần thái nhất, đánh cắp nội đan của lão tế hoàng rồi. Cậu ta có thể tăng một phát 3 cảnh giới, phỏng chừng là đã ăn nội đan của lão tế hoàng rồi. Mọi người dùng mình. Bọn họ cũng sớm nghe bảo, lão tế hoàng của yêu tộc đã qua đời mấy hôm trước. Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh đã luyện hóa yêu đan của lão tế hoàng thật hả? Các vị tiền bối, tôi tình nguyện giúp các vị tìm ra tên nhóc đó, bảo bối trên người cậu ta các vị tự chia. Lôi Mông nói. Sau đó, ông ta nghiến răng nghiến lợi bảo, tôi chỉ cần một thứ. Ồ, cậu cần cái gì? Bất Hủ Càn Khôn liếc ông ta một cái. Lôi Mông lạnh lùng nói, đầu của Diệp Bắc Minh. Đây chính là núi Bất Hủ hả? Sao chỉ có 9 ngọn núi vậy? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, phía trước có 9 ngọn núi hùng vĩ màu đen đang trôi nổi trên hư không. Mỗi ngọn núi giống như một thanh kiếm, đâm vào vũ trụ. Giao Chỉ nói, tộc Bất Hủ tổng cộng chia làm 9 chi, mỗi chi kiểm soát một ngọn núi thần. Diệp Bắc Minh nhíu mày, lối vào của nhà tù số 6 ở ngọn núi nào? Không biết. Giao Chỉ trả lời dứt khoát. Ngươi trả lời lưu loát thật đấy. Diệp Bắc Minh co rút khóe miệng. Ngươi yên tâm.
chỉ cần ngươi đến gần cổng nhà tù số 6, bổn đế tự khắc cảm nhận được. Đành phải vậy thôi. Thân ảnh Diệp Bắc Minh lóe một cái, đi về phía núi Bất Hủ ở đằng trước. Nửa tiếng sau, dưới sự dẫn đường của thằn lằn đỏ, mười mấy vị cảnh giới tế đạo như Bất Hủ Càn Khôn, Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, v.v. đã đứng dưới chân núi Bất Hủ. Lôi Mông, cậu đùa tôi đấy à? Bất Hủ Càn Khôn mặt mày u ám. Đây là núi Bất Hủ của tộc tôi, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh đang ở đây ư? Đôi mắt Lôi Mông u ám, thằn lằn đỏ dẫn đường bò trên vai ông ta thè ra cái lưỡi đỏ lòm. Bất Hủ tiền bối, con huyết ma tích này được nuôi bằng máu của tôi. Nó nhớ mùi của Diệp Bắc Minh, tuy không thể xác định vị trí cụ thể. Nhưng tôi có thể cam đoan bằng tính mạng rằng, cậu ta chắc chắn đang ở núi Bất Hủ. Nghe thấy Lôi Mông thề nặng như thế. Nét mặt mọi người âm trầm. Côn Ngô Tuyệt Long nhíu mày, tại sao cậu ta lại tới núi Bất Hủ? Tô Bi Vân chợt phản ứng lại, không hay rồi, lỗi vào của nhà tù số 6 ở núi Bất Hủ còn gì? Cậu ta tới đây vì nhà tù số 6 ư? Mọi người ngẩn ra, nét mặt dần ngưng trọng. Bất Hủ huynh, chúng tôi có tu vi cảnh giới tế đạo, không tiện đi vào núi Bất Hủ. Cổ Kiếm Trần nhìn sang. Bất Hủ Càn Khôn bước ra, nếu tên nhóc này thật sự dám đến núi Bất Hủ, tôi bảo đảm sẽ khiến cậu ta có vào mà không có ra. Cho lão phu mượn con thằn lằn này. Ông ta đưa tay ra bắt lấy huyết ma tích, rồi biến mất. Nửa canh giờ sau, trên một cái cây lâu năm cao chọc trời trong núi Bất Hủ, Diệp Bắc Minh ẩn mình trong khí tức hỗn độn, nhìn xuống bên dưới thấy một đám lính canh đang xoẹt qua. Diệp Bắc Minh nhíu mày, đã là nhóm tuần tra thứ 6 rồi, lẽ nào người của tộc Bất Hủ đã phát hiện ra mình rồi? Đột nhiên, Giao Trì nhắc nhở, Diệp Bắc Minh, cẩn thận, có người tới. Mau đi chỗ khác. Diệp Bắc Minh lập tức rời khỏi cái cây to đó, đổi một mạch mấy chỗ ẩn thân. Lúc này, Bất Hủ Càn Khôn xuất hiện, ông ta nhảy luôn lên cái cây to mà Diệp Bắc Minh vừa mới ẩn thân. Một khắc đồng hồ trước, tên nhóc đó từng ở đây. Ánh mắt Bất Hủ Càn Khôn lạnh như băng. Bất Hủ Thương, Lam Nguyệt Nhã, Bất Hủ Vấn Thiên đi theo sau ông ta. Không ngờ tên nhóc đó dám lẻn vào tộc Bất Hủ thật. Đúng là thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không có cửa lại tự nhảy vào. Bất Hủ Thương nghiến răng nghiến lợi, lập tức truyền lệnh xuống cho tôi, phái người bao vây chỗ này cho tôi. Lục soát kỹ từng ngọn cỏ, từng tảng đá cho tôi. Chỉ cần phát hiện ra tên nhóc đó, không cần ra tay, phải lập tức báo cho những người khác biết. Chúng ta bắt rùa trong lọ. Bất Hủ Vấn Thiên khó mà kìm được kích động trong lòng. Hắn ta cười rung cả vai, ha ha ha. Cha, sau khi bắt được tên đó, còn phải nghiền nát từng cái xương của cậu ta. Cách đó mấy trăm mét. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, anh ẩn mình trong khí hỗn độn, quan sát hết thảy. Đó là huyết ma tích, một loại ma thú cấp thấp. Cấp bậc không cao, nhưng cực kỳ nhạy với mùi, chỉ cần ngươi còn hô hấp, nó có thể tra ra vị trí của ngươi. Giao Trì giải thích. Diệp Bắc Minh thờ ơ nhìn tất cả. Bất Hủ Càn Khôn đích thân mang theo huyết ma tích, chạy đến mấy vị trí mà anh ẩn thân lúc đầu để tìm. Nếu cứ tiếp tục như này, Diệp Bắc Minh sẽ bị lộ là cái chắc. Dưới sự che chở của khí tức hỗn độn, anh lặng lẽ rời đi. Vừa mới đi được mấy nghìn mét, phía trước lại xuất hiện hơn vạn người. Phong tỏa hư không? Đúng là lục soát từng ngọn cỏ, từng hòn đá. Cảnh giới của những người này không cao. Toàn ở cảnh giới đại năng tầng 1, tầng 2 thôi. Diệp Bắc Minh có thể lao ra tùy ý. Nhưng một khi anh ra tay, chắc chắn sẽ bại lộ. Bất Hủ Càn Khôn đang ở ngay gần đây, anh lại đang ở trong núi Bất Hủ, quá mạo hiểm, Diệp Bắc Minh không chắc mình có thể rút lui an toàn. Diệp Bắc Minh lập tức quay người đi về hướng khác. Vừa đi được thêm mấy nghìn mét, phía trước lại xuất hiện một nhóm người nữa. Vả lại, một tiếng ầm ầm to đùng vang lên, trên bầu trời xuất hiện một cái võng màu vàng, phong tỏa hết thảy. Chết tiệt. Diệp Bắc Minh sa sầm mặt, nếu cứ tiếp tục như này, anh nhất định sẽ bị lộ. Đang suy nghĩ xem có nên đánh thẳng ra ngoài không. Anh liếc mắt, nhìn về phía một ngôi nhà bên hồ nước cách đấy không xa. Thân ảnh vút đi, lẻn vào trong đó. Vừa mới lẻn vào một gian phòng, sau lưng đã vang lên một giọng nói thanh thúy, bọn họ đang tìm anh à. Diệp Bắc Minh cả kinh, quay đầu lại nhìn, có một thiếu nữ đang ngồi trên chiếc giường phía sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa mới dùng thần niệm quét qua nơi này, rõ ràng không có người. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Người phụ nữ này rõ ràng đang ngồi trên giường.
nhưng không gian xung quanh cơ thể lại đang dao động. Dường như không ở thế giới này mà ở một thế giới khác. Ẩn thân trong hư không, tránh thăm dò thần niệm, đây chính là thuật hư không của Bất Hủ Đại Đế. Giao Chỉ nói ra một câu. Thuật hư không? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Cô gái cười tinh nghịch, không nói. Vậy tôi có thể hét lên không? Đợi lát nữa Bất Hủ Càn Khôn và những người khác tìm thấy nơi này, anh sẽ chết chắc. Cô gái này nhìn giống như một cô gái bình thường, khoảng 15, 16 tuổi. Ngây thơ rực rỡ. Khóe miệng luôn mang vẻ vui tươi. Tuổi thật không biết mấy triệu tuổi. Câm miệng. Diệp Bắc Minh thấp giọng hét lên, một bước đi về phía cô gái, giơ tay chặn miệng cô lại. Bát. Lòng bàn tay trực tiếp xuyên qua cơ thể cô gái, căn bản không thể chạm vào. Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, cô gái này giống như một bóng ma, hai tay trực tiếp xuyên qua cơ thể cô. Trong đầu hắn vang lên giọng nói của Giao Trì, vô dụng thôi, thuật hư không của cô gái này đã luyện đến khoảng cấp 5 rồi. Ẩn thân trong hư không, cho dù là ở cảnh giới tế đạo cũng không thể chạm vào cô ta. Thấy Diệp Bắc Minh lại dám ra tay. Cô gái nhướng mày, hét lớn, được rồi, anh thật sự ra tay với tôi. Bất Hủ Càn Khôn, vừa dứt lời. Một bàn tay ngọc đột nhiên lao ra, trực tiếp tóm lấy cổ cô gái. Cô gái mở to mắt, hoàn toàn không dám tin. Chỉ một bàn tay, lại đang sống. Điều làm cô kinh ngạc hơn nữa là bàn tay này thực sự có thể bỏ qua pháp tắc của thuật hư không, chính xác tìm ra vị trí của cô gái từ vô số không gian và tóm chặt cổ cô. Cô gái, xin lỗi. Chỉ cần cô hợp tác, tôi bảo đảm sẽ không làm tổn thương cô. Nếu cô la hét loạn lên, vậy thì xin lỗi. Nghe được giọng nói lạnh lùng của Diệp Bắc Minh, cô gái kinh hãi gật đầu. Sau vài hơi thở, có một vài động tĩnh bên ngoài phòng. Diệp Bắc Minh cảm giác được vô số bóng người đang nhìn chằm chằm căn phòng này. Bất Hủ Càn Khôn, Bất Hủ Thương, Lam Nguyệt Nhã, Bất Hủ Vấn Thiên đều đứng ở cửa phòng. Lục Tiểu Thư, cô có thấy người nào đi ngang qua gần đây không? Lục Tiểu Thư, Diệp Bắc Minh giật mình. Cô gái bị bàn tay hoàng đế khống chế này lại là Lục Tiểu Thư của Bất Hủ tộc. Đây lại là vai vế gì? Cho dù là Lục Tiểu Thư của Bất Hủ tộc cũng không đến mức khiến Bất Hủ Càn Khôn, một cảnh giới tế đạo cấp 2 phải cung kính như vậy chứ. Sắc mặt cô gái tái nhợt, cô có thể cảm nhận được sự đáng sợ của bàn tay này. Nếu cô ấy nói sai một câu, chắc chắn sẽ chết. Cô gái thốt lên hai tiếng, không có. Không có, làm sao có thể không có được. Xung quanh đây chúng tôi đã tìm hết lượt rồi, Diệp Bắc Minh nhất định ở trong phòng này. Hai mắt Bất Hủ Vấn Thiên đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn về phía Bất Hủ Càn Khôn. Lão tổ, Bất Hủ Nhan đang nói dối. Bất Hủ Càn Khôn sầm mặt xuống. Làm sao ông ta không biết, Diệp Bắc Minh 100% đang ở trong phòng này. Lục Tiểu Thư, tên nhóc đó có thuật ẩn thân kỳ lạ, có lẽ hắn đang trốn trong phòng, nhưng cô không phát hiện ra. Bất Hủ Càn Khôn đề nghị, chỉ bằng, tôi vào trong lục soát một chút. To gan. Sắc mặt cô gái tái nhợt, không phải vì bàn tay hoàng đến đang tóm lấy cổ cô, mà là thật sự tức giận. Bất Hủ Càn Khôn, ông là cái thá gì? Phòng của tôi mà ông cũng dám lục soát sao? Đừng quên, huyết mạch của ông vốn là nô bộc của Bất Hủ tộc. Tổ tiên Bất Hủ Đại Đế nhân từ, ban cho ông họ Bất Hủ. Đừng tưởng rằng ông đạt đến cảnh giới tế đạo thì dám lục soát phòng của bản tiểu thư tôi. Cút. Tiếng cút cuối cùng như sấm, vang vọng khắp bán kính 10 dặm. Hàng vạn người trên mặt đất, trên bầu trời đều há hốc miệng. Khuôn mặt già nua của Bất Hủ Càn Khôn càng trở nên vô cùng khó coi. Tất cả sự tức giận, nhục nhã, không cam tâm. Chỉ có thể hóa thành một tiếng, vâng. Chúng ta đi. Ông ta dẫn mọi người quay người rời đi. Dựa vào đâu, lão tổ, tên khốn kiếp đó ở bên trong. Bất Hủ Vấn Thiên gầm lên, đá văng cửa ra. Mọi thứ trong phòng đều hiện rõ và trống rỗng. Bất Hủ Nhan ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Bất Hủ Vấn Thiên, anh dám đá cửa phòng tôi. Gan anh cũng không nhỏ đâu. Lục Tiểu Thư, tôi. Cơn thịnh nộ của Bất Hủ Vấn Thiên lập tức bị dập tắt. Sắc mặt của hắn ta trở nên tái nhợt. Thụp. Dưới khí tức cường đại của Bất Hủ Nhan, hắn ta trực tiếp quỳ xuống. Đồng tử Bất Hủ Càn Khôn co rút lại, ông ta bước tới trước cúi chào. Lục Tiểu Thư, thật xin lỗi. Thiên Nhi nó không biết lớn nhỏ, đụng vào Lục Tiểu Thư, tôi thay nó xin lỗi cô. Ông nghĩ ông là ai? Khuôn mặt xinh đẹp của Bất Hủ Nhan lạnh lùng.
xung quanh căn phòng im lặng đến chết người. Hàng vạn người suýt chết vì sợ hãi. Dù sao bất hủ càn khôn cũng là lão tổ ở cảnh giới tế đạo, Lục tiểu thư sỉ nhục ông ta như vậy có phải là quá đáng quá rồi không? Ánh mắt bất hủ càn khôn giật giật, chậm rãi đứng thẳng lên, Lục tiểu thư, tôi không là cái thá gì, thì cũng là cảnh giới tế đạo. Ngược lại, Lục tiểu thư, huyết mạch bất hủ đại đế đều có thể tiến vào nơi đó trải nghiệm. Tại sao cô không có tư cách tiến vào? Dám hỏi một câu, cô, là cái thứ gì? Khóe miệng bất hủ càn khôn nhếch lên một nụ cười. Ông nói cái gì? Bất hủ nhan tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Bất hủ càn khôn lại dám nhục mạ cô. Thiên nhi, đứng lên. Bất hủ càn khôn lười trả lời, kéo bất hủ vấn thiên đang quỳ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn bất hủ nhan, Lục tiểu thư, hai ngày nữa, anh của thiên nhi sẽ từ nơi đó trở về. Những trưởng lão khác cũng đánh giá cao cậu ta. Nói không chừng, cậu ta cũng có thể ngoại lệ, tu luyện thuật hư không thì sao? Đến lúc đó, dòng dõi của chúng ta sẽ không còn phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Nói xong, bất hủ càn khôn đưa người rời đi. Tức chết mất, thật sự tức chết mất. Bất hủ nhan chộp lấy gối và mền trên giường, dùng hết sức ném ra ngoài. Trên giường không còn gì để ném, cô ta tiện tay cầm lấy, phái sau truyền đến tiếng thở hổn hển, xì. Cô nhẹ một chút. A. Xin lỗi. Bất hủ nhan giờ mới nhớ ra. Còn có một người khác trốn dưới chăn, nằm úp mặt. Lúc này bất hủ nhan mới buông ra, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng, tôi. Tôi không cố ý. Vừa rồi anh đã đe dọa tôi, vậy chúng ta hòa nhau. Diệp Bắc Minh vô cùng chán nản, chuyện gì đã xảy ra với những người phụ nữ này vậy? Tại sao lần nào cũng tóm vào chỗ chí mạng như thế? Cảm ơn, cáo từ. Diệp Bắc Minh vừa mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, trên người anh thật sự mang theo hơn 100 đạo thần hồn sao? Pháp tắc luân hồi, anh tu luyện pháp tắc luân hồi sao? Tốt quá rồi, anh có thể giúp tôi. Bất hủ nhan hưng phấn đến mức lao tới nắm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh. Bất hủ nhan lại biết hắn biết pháp tắc luân hồi. Lẽ nào người của nguyên thủy chân giới đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của pháp tắc luân hồi? Làm sao cô biết tôi biết pháp tắc luân hồi? Diệp Bắc Minh cau mày. Sự tồn tại của đạo đài luân hồi không phải là bí mật. Nhưng hắn cũng không muốn đi đến bất cứ nơi nào cũng bị người khác nhìn ra. Cảm giác này rất không tốt. Bất hủ nhan có chút kinh ngạc, cái gì? Anh không biết. Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại, tôi biết cái gì? Bất hủ nhan nhìn thật sâu Diệp Bắc Minh, sau đó đi vòng quanh hắn hai vòng, xem ra anh thật sự không biết. Kỳ lạ. Rốt cục là ai dạy anh pháp tắc luân hồi? Lẽ nào sư phụ truyền dạy pháp tắc luân hồi cho anh là pháp tắc luân hồi và thuật hư không phối hợp với nhau sẽ có hiệu quả thần kỳ sao? Những ngón tay mảnh mai của cô chống dưới cằm. Diệp Bắc Minh giật mình. Đây là lần đầu tiên nghe thấy điều này. Pháp tắc luân hồi có thể được kết hợp với thuật hư không sao? Kết hợp như thế nào? Diệp Bắc Minh hỏi. Bất hủ nhan giải thích, thuật hư không đại diện cho lĩnh vực không gian. Pháp tắc luân hồi đại diện cho lĩnh vực thời gian. Hai người chúng ta kết hợp có thể ngay lập tức xuất hiện ở bất cứ đâu trong bán kính 10.000 mét. 10.000 mét này chính là phạm vi được bao phủ bởi thuật hư không của tôi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, đây không phải là ảnh thuấn sao? Bất hủ nhan hỏi, cái gì ảnh thuấn? Vài ba câu giới thiệu một chút về hiệu quả của ảnh thuấn. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh lại thi triển nó hai lần nữa. Ngay lập tức. Hắn xuất hiện ở cuối căn phòng. Giây tiếp theo, hắn tiến lên một bước, lại xuất hiện ở trước mặt bất hủ nhan. Đây chính là ảnh thuấn mà. Không phải chỉ là dịch chuyển cơ bản thôi sao? Nếu tốc độ đủ nhanh, tôi cũng có thể làm được. Bất hủ nhan lắc đầu. Diệp Bắc Minh cau mày, ảnh thuấn của tôi và cái cô vừa nói có gì khác nhau không? Bất hủ nhan lắc đầu, anh vẫn không hiểu ý của tôi nói là dịch chuyển thời gian. Thời gian ngừng trôi, ảnh thuấn của anh. Cho dù rất nhanh thì thời gian vẫn trôi. Nói đến đây, bất hủ nhan lo lắng Diệp Bắc Minh không hiểu. Lại tiếp tục bổ sung, giải thích một chút nhé. Ví dụ, sau khi anh chém một kiếm về phía kẻ địch, lập tức sử dụng ảnh thuấn để đến phía sau kẻ thù, chém ra nhát kiếm thứ hai. Cho dù giữa hai nhát kiếm chỉ cách nhau thời gian một phần vạn hơi thở, chúng vẫn là hai đòn tấn công riêng biệt. Thuật hư không thì khác, lần thứ nhất tôi ở trước mặt địch. Lần thứ hai ở sau lưng địch, cho dù lần lượt chém ra hai kiếm. Nhưng dưới thuật hư không và pháp tắc luân hồi, hai nhát kiếm này là đồng thời chém ra.
chỉ vì ảnh hưởng của thuật hư không, có hai anh đồng thời xuất hiện ở một thời không, cùng lúc ra tay. Nói như vậy, anh có hiểu không? Nói xong, Bất Hủ Nhan lặng lẽ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vẫn ở nguyên chỗ cũ. Trong lòng sớm đã có sự xáo trộn rồi. Là con người hiện đại, làm có thể không hiểu. Quá dễ hiểu. Ý của cô là, dưới ảnh hưởng của thuật hư không, kết hợp với pháp tắc luân hồi. Tôi ra tay hai, ba lần, bốn lần, đều là chém kiếm ra cùng một lúc. Diệp Bắc Minh gật đầu, ánh mắt khẽ động, có nghĩa là có bốn tôi xuất hiện ở cùng một thời không. Mỗi tôi chém ra một nhát kiếm, uy lực sẽ là bốn nhát kiếm cộng lại. Thông minh. Đôi mắt đẹp của Bất Hủ Nhan sáng lên, hài lòng gật đầu. Diệp Bắc Minh mắt sáng rực, nếu có thể như vậy, sự kết hợp giữa thuật hư không và pháp tắc luân hồi quả thực là nghịch thiên. Với thực lực hiện tại của hắn, một đòn toàn lực cũng không thể đả thương được cảnh giới tế đạo. Nếu hai đòn, ba đòn, thậm chí 10 đòn toàn lực thì sao? Chắc chắn sẽ có sự thay đổi về chất. Chúng ta, thử xem sao. Thử thì thử. Bất Hủ Nhan cũng có ý này. Tùy tiện lấy ra một hòn đá đen, cao bằng một người. Đây là huyền trọng thạch, có thể chịu đựng được sự tấn công của cảnh giới tế đạo dưới cấp 3 mà không bị phá hủy. Tôi thi triển thuật hư không, anh thi triển pháp tắc luân hồi. Chúng ta cùng làm xem có thể ra tay mấy lần. Được. Hai người phối hợp, khoảng không xung quanh dao động. Diệp Bắc Minh mở ra lĩnh vực luân hồi, một đạo đài luân hồi xuất hiện dưới chân hai người, thời gian và không gian dường như đã dừng lại. Ra tay. Bất Hủ Nhan hét lớn, Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm. Gầm. Tiếng rồng gầm vang lên. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Ba tiếng rồng gầm hoàn toàn chồng lên nhau, kiếm khí cũng hoàn toàn chồng lên nhau, từ cùng một hướng rơi xuống huyền trọng thạch. Quỳnh. Huyền trọng thạch rung lắc, trên bề mặt hiện lên một tầng gợn sóng, lại hấp thu toàn bộ uy lực của ba nhát kiếm. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Sức phòng ngự của thứ này đáng sợ như vậy sao? Wow! Bất Hủ Nhan lại kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhảy tới trước mặt huyền trọng thạch. Nhìn chằm chằm vào vết tích trên huyền trọng thạch, há miệng nói, trời ơi, uy lực ba nhát kiếm của anh lại sâu một tấc. Diệp Bắc Minh cau mày, lực sát thương này vẫn bình thường phải không? Vẫn bình thường. Bất Hủ Nhan quay đầu lại, đôi mắt đẹp như nhìn thấy quỷ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trên dưới đại đạo thông thường, cho dù dùng hết sức lực. Cũng không để lại được bất kỳ dấu vết nào trên huyền trọng thạch. Chỉ ở trên đại lộ một cấp, mới có cơ hội để lại dấu vết như sợi tóc. Ở trên đại lộ hai cấp, có thể làm chảy xước một tầng ra. Ở cấp 5, đại khái có thể làm hỏng 1/10 tấc. Độ sâu một tấc ít nhất có sức sát thương bằng trên đại đạo cấp 9. Càng nói, Bất Hủ Nhan càng kinh ngạc. Cô cau mày nói, anh mới chỉ là cảnh giới đại năng cấp 5, cho dù ba nhát kiếm hợp lại thành một. Cũng tuyệt đối không thể có được lực sát thương đại đạo cấp 9. Rốt cục anh là ai? Lúc đầu tôi vẫn chưa hỏi tên anh. Diệp Bắc Minh. Anh chính là Diệp Bắc Minh, kẻ đã cướp cô dâu của Bất Hủ Vấn Thiên. Khuôn mặt Bất Hủ Nhan đầy bất ngờ. Diệp Bắc Minh gật đầu, cô nghe nói rồi à? Phụt. Bất Hủ Nhan che miệng cười khúc khích, toàn bộ Bất Hủ tộc có ai mà không biết cái tên đáng xấu hổ này. Anh yên tâm, bản cô nương đây đảm bảo anh không sao. Cho dù Bất Hủ Càn Khôn có đứng ở đây, ông ta cũng đừng hòng chạm vào một sợi tóc trên đầu anh. Nghe khẩu khí của cô thì có vẻ không giống như đang nói đùa. Xem ra địa vị của Bất Hủ Nhan trong Bất Hủ tộc rất cao. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi đắc tội không chỉ một mình Bất Hủ Càn Khôn. Còn ai nữa? Tôi đã trộm suối thần Côn Ngô của núi Côn Ngô. Bất Hủ Nhan cau mày, nhưng vẫn nói, không sao, tộc Côn Ngô không có gì phải sợ. Vậy thì tốt, tôi còn nhân lúc một đại trưởng lão của thần viện Thái Thương vừa độ kiếp xong còn yếu, đã chặt đầu ông ta, hoàn toàn hủy diệt thần hồn của ông ta. Cái gì? Đôi mắt của Bất Hủ Nhan mở to. Đúng rồi, tôi còn đến đỉnh núi thần Thái Nhất, coi như là cướp đi nội đan của lão Tế Hoàng. Hả? Trong tay tôi còn có mẫu thạch hỗn độn, máu hỗn độn, bị Côn Ngô gia, Cổ gia, thần viện Thái Thương, đế cung Hồng Hoang, còn có cảnh giới tế đạo của Bất Hủ tộc các cô ghim. Mẫu thạch hỗn độn, máu hỗn độn, thật hay giả? Đương nhiên là thật, hiện tại 14 cảnh giới tế đạo đang chờ tôi ở ngoài núi Bất Hủ. Câu cuối cùng vừa dứt, Bất Hủ Nhan hoàn toàn ngây ra. Cho dù là Lục tiểu thư của Bất Hủ tộc, hai chân của cô cũng mềm nhũn. Bám chặt vào chiếc bàn trong phòng khách, gần như không thể đứng vững.
Cô vội vàng cầm ấm trà lên, rót một tách trà, nhấp một ngụm, khụ khụ, phụt. Một ngụm trà phun ra, hoàn toàn bị nghẹn. Diệp Bắc Minh, rốt cục anh đã đắc tội bao nhiêu người? Hết rồi. Chỉ có bằng đấy thôi hả? Ừ. Sau này, liệu anh có trêu chọc ai nữa không? Diệp Bắc Minh nói, chắc là hết rồi đấy. Bất Hủ Nhan tỏ vẻ không tin, thế nào gọi là chắc là? Trong lòng cô ta, tên này đã là một tên chuyên gây rắc rối rồi. Đột nhiên, ùng, 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 ba tiếng chuông hùng hồn vang lên, truyền khắp chín ngọn núi Bất Hủ. Nét mặt Bất Hủ Nhan khẽ biến, nhìn về một hướng nào đó. Diệp Bắc Minh hỏi, sao vậy? Tiếng chuông vang lên ba tiếng, chắc hẳn những người đó đã ra khỏi khu thí luyện rồi. Không ngờ lại sớm hơn dự liệu hai ngày, đi, đi cùng tôi đến đại điện. Bất Hủ Nhan dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Diệp Bắc Minh đứng yên tại chỗ. Anh có hơi lưỡng lự. Anh chưa đi theo mà truyền âm, tiểu tháp, có tin được Bất Hủ Nhan này không? Cậu tự quyết định thôi, nhưng nếu cô ta không giúp cậu, cậu rất khó mà tìm được lối vào nhà tù số 6. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Giao Trì lên tiếng, Diệp Bắc Minh, tìm cơ hội học hư không thuật đi. Người có cực đạo tự tại công, học hư không thuật sẽ rất nhanh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh dao động. Hư không thuật, thật sự rất mạnh. Nếu anh có thể học được hư không thuật, rồi kết hợp với phép tắc luân hồi, thì có gặp phải cảnh giới tế đạo cũng không sợ. Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi. Bất Hủ Nhan dậm chân. Diệp Bắc Minh đuổi theo. Hai người đi về phía điện chính của tộc Bất Hủ, trên đường đi đâu đâu cũng là người của tộc Bất Hủ, bị tiếng chuông triệu tập đến. Cuối cùng, hai người đã đến một quảng trường. Cuối quảng trường là một đại điện hùng vĩ cao chót vót. Người đi cạnh Lục tiểu thư là ai vậy? Chưa gặp bao giờ. Tên này trông quen mắt thế. Đù, tôi nhớ ra rồi, ở hôn lễ của Bất Hủ Vấn Thiên, chính tên này đã cướp Côn Ngô Mật Phi đi, cậu ta tên là Diệp Bắc Minh. Cái gì, Diệp Bắc Minh, sao cậu ta lại đi cùng Lục tiểu thư vậy? Chắc không phải là Lục tiểu thư để cậu ta đi cướp hôn đấy chứ? Bất Hủ Bất Bại, anh trai của Bất Hủ Vấn Thiên về rồi, Lục tiểu thư sẽ dàn xếp thế nào đây? Xung quanh truyền tới tiếng nghị luận sôi nổi. Bất Hủ Nhan không biểu cảm gì, đi thẳng về phía đại điện. Diệp Bắc Minh thầm nghĩ, Bất Hủ Bất Bại, họ Bất Hủ, tên Bất Bại, khí phách thật đấy. Bất Hủ Nhan đẩy cửa điện ra, hai người đi vào. Trên quảng trường bên ngoài có hàng triệu người, số người bên trong đại điện ít hơn nhiều so với số người bên ngoài đại điện. Chỉ có khoảng 10.000 người. Nhưng, 10.000 người này đều là con cháu đế huyết, trong người họ chảy dòng máu của đại đế Bất Hủ. Cuối đại điện có mười mấy nam nữ trẻ tuổi đang ngồi. Duy chỉ có một thanh niên áo tím là chói mắt nhất, cơ hồ hơn 10.000 người đang xếp hàng nịnh nọt. Kẹt! Vào khoảnh khắc Bất Hủ Nhan đi vào đại điện, thanh niên áo tím nhìn cô ta. Những người khác cũng nhìn về phía Bất Hủ Nhan, sau đó họ lập tức chú ý đến Diệp Bắc Minh. Chỉ có mười mấy thanh niên nam nữ đang ngồi. Là liếc nhìn Bất Hủ Nhan một cái rồi tiếp tục uống rượu. Từ đầu đến cuối, không có nhìn Diệp Bắc Minh lấy một cái. Một người ở cảnh giới đại năng tầng 5, cũng xưng ư. Anh, chính là anh ta. Bất Hủ Vấn Thiên khàn giọng nói. Vào giây phút nhìn thấy Diệp Bắc Minh, hắn ta đỏ cả mắt, trong mắt răng đầy tơ máu, răng nghiến ken két. Bất Hủ Thương đập mạnh chén rượu làm nó hóa thành bột phấn, Bất Bại. Tên này đã cướp đi người phụ nữ của đệ đệ con, thế mà còn dám xuất hiện ở tộc Bất Hủ. Điều này thật nhục nhã. Bất Bại, bây giờ nương chỉ có một tâm nguyện, đó là thấy thằng nhãi này chết. Lam Nguyệt Nhã run rẩy. Bất Hủ Bất Bại gật đầu, nở một nụ cười hiếu thảo, cha, nương, hai người yên tâm. Chuyện của Vấn Thiên cứ giao cho con bảo đảm sẽ cho em ấy một kết quả hài lòng. Ánh mắt hắn ta trầm xuống. Khóa chặt vào Diệp Bắc Minh. Một cỗ uy phong như đại đế sống lại thổi quét qua. Thằng kia, quỳ xuống. Đi một bước dập đầu một cái, bò như chó đến chân em trai tao, nịnh hót lấy lòng, dập đầu nhận sai. Giọng nói của Bất Hủ Bất Bại giống như ý chỉ của thần trên 9 tầng trời. Bất Hủ Nhan bước lên một bước chắn trước người Diệp Bắc Minh, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Bất Hủ Bất Bại, Diệp Bắc Minh là bạn của tôi, anh không có tư cách bắt. Còn chưa nói hết câu. Giọng nói của Diệp Bắc Minh đã vang lên sau lưng cô ta, một phế vật đại đạo chi thượng tầng 8 mà cũng dám bắt tôi quỷ ư. Mạnh miệng thế, không biết còn tưởng anh ở cảnh giới tế đạo đấy.
Anh vừa dứt lời, toàn trường im phăng phắc. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt khó tin. Diệp Bắc Minh, anh. Bất Hủ Nhan ngẩn người. Đến cả mười mấy thanh niên nam nữ đang ngồi kia cũng đặt ly rượu đang cầm xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này cũng dũng cảm đấy. Hình như có trò hay để xem rồi. Muốn chết. Đôi mắt Bất Hủ Bất Bại thị huyết mà lạnh băng, hắn ta ra tay dứt khoát, đấm ra một quyền. Thần lực ngưng tụ hóa thành một ngọn núi màu đen đập tới. Bất Hủ Bất Bại, anh làm càn. Bất Hủ Nhan khẽ quát. Cô ta lại chắn trước người Diệp Bắc Minh, thi triển hư không thuật. Một vòng xoáy màu đen ngưng tụ thành hình như hắc động, bay ra cắn nuốt ngọn núi màu đen. Đủ rồi. Cùng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh mà rắn giỏi vang lên, một lão giả áo xanh hiện ra giữa Bất Hủ Nhan và Bất Hủ Bất Bại. Đưa tay ra bắt, ngọn núi màu đen và vòng xoáy màu đen cùng lúc biến mất. Cảnh giới tế đạo, tầng 4. Con người Diệp Bắc Minh co rút, anh dựng tóc gáy. Đi cùng ông ta còn có một lão giả áo trắng cảnh giới tế đạo tầng 3, và Bất Hủ Càn Khôn cảnh giới tế đạo tầng 2. Bất Hủ Càn Khôn trông thấy Diệp Bắc Minh, thì không hề bất ngờ, ánh mắt ông ta mang theo hàn ý vô tận. Lão Tổ. Mọi người nhất loạt chắp tay vái chào lão giả áo xanh. Miễn lễ. Lão giả áo xanh thản nhiên nói, bất bại, cháu vừa ra từ vùng thí luyện, sao lại ra tay ở điện thờ Tổ. Trước giờ cháu luôn ổn trọng. Sao hôm nay lại không biết phép tắc thế? Bất Hủ Bất Bại cả kinh, vội vàng giải thích, thưa lão tổ, cháu gặp kẻ thù nên rất tức giận ạ. Hắn ta chỉ vào Diệp Bắc Minh, tên này phá đám hôn lễ của Vấn Thiên em cháu, còn cướp tân nương Côn Ngô Mật Phi đi ngay trước mặt mọi người, bây giờ còn công khai xuất hiện ở điện tổ tộc Bất Hủ, cháu thật sự không nhịn được. Ồ, lão giả áo xanh nhíu mày. Nhan Nhi, chuyện này là sao? Vị này là người mà cháu dẫn tới à? Bất Hủ Nhan nói, thưa lão tổ, đúng vậy ạ. Lão giả áo xanh bình tĩnh nói, giết đi. Một cỗ sát ý cực kỳ lạnh lẽo bao phủ toàn bộ đại điện trong nháy mắt. Thậm chí, lúc nói ra câu này, ông ta còn không cả nhìn Diệp Bắc Minh lấy một cái, tôi giết cậu, liên quan gì đến cậu. Bất Hủ Thương, Lam Nguyệt Nhã, Bất Hủ Vấn Thiên mừng lắm, lão tổ đích thân mở miệng, thần tiên tới cũng không cứu được Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lập tức trở nên lạnh như băng. Tiểu Tháp, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Giao Trì, nếu lão già này chuẩn bị giết tôi cần cô ra tay một lần, giết chết lão. Đừng bảo tôi cô không làm được, tôi biết cô có thể. Diệp Bắc Minh đang cực kỳ cuồng nộ. Lão giả áo xanh nói một câu liền quyết định sống chết của anh. Cái cảm giác bị người ta coi như con kiến hôi, rất khó chịu. Diệp Bắc Minh rất không thích. Cái gì, lão tổ, không được đâu. Bất Hủ Nhan giật cả mình. Vội vàng che chở Diệp Bắc Minh ở đằng sau, không được giết anh ấy. Thấy Bất Hủ Nhan phản ứng như vậy, lão giả áo xanh mặt vô cảm nói, Nhan Nhi, chỉ là một tên cảnh giới đại năng tầng 5 thôi mà, giết thì giết thôi. Cháu phản ứng hơi quá rồi đấy. Chẳng lẽ, cháu và cậu ta có quan hệ gì à? Cháu, cái này. Bất Hủ Nhan toát mồ hôi lạnh. Cô ta biết tính của vị lão tổ này. Một khi đã quyết tâm thì tuyệt đối không thay đổi. Nếu Diệp Bắc Minh chỉ là bạn của cô ta, thậm chí là bạn rất thân, vị lão tổ này muốn giết, cô ta vẫn không ngăn được. Trừ phi, Bất Hủ Nhân bật ra một câu, lão tổ, anh ấy là người đàn ông của cháu. Cái gì? Lão giả áo xanh nhíu mày. Không chỉ có ông ta, mọi người trong đại diện cũng ngạc nhiên đến độ chố mắt nhìn, sững sờ. Diệp Bắc Minh ngẩn ra. Diệp Bắc Minh anh đừng nghĩ nhiều, bản tiểu thư đang cứu mạng anh đấy. Nếu không chiến lão tổ mà muốn giết người thì dù tôi có cầu xin cũng vô dụng, chỉ khi xác nhận anh là người đàn ông của tôi, anh mới sống sót được. Bất Hủ Nhan truyền âm. Cô nhóc này cũng không xấu. Để cứu anh, thế mà không ngại hy sinh danh tiết của mình. Mặc dù, phần lớn nguyên nhân là vì Diệp Bắc Minh tu luyện phép tắc luân hồi. Coi như biến tướng thành giúp anh đi. Không có khả năng, hai người mới quen nhau bao lâu. Mới chưa đến một canh giờ. Cậu ta đã thành người đàn ông của cháu ư. Bất Hủ Càn Khôn đi tới chắp tay vái lão giả áo xanh. Lão tổ, Bất Hủ Nhan đang nói dối, Diệp Bắc Minh vừa mới xông vào núi Bất Hủ thôi. Bất Hủ Nhan và Diệp Bắc Minh quen nhau chưa đến một canh giờ, tuyệt đối không thể có cái trao đổi không thể cho người ta nhìn kia. Cùng ở cảnh giới tế đạo. Bất Hủ Càn Khôn, cảnh giới tế đạo tầng 2. Bất Hủ Chiến,
cảnh giới tế đạo tầng 4. Tuy chỉ cách hai cảnh giới nhỏ, nhưng lại có cách biệt một trời một vực. Bất Hủ Chiến nhíu mày, Nhan Nhi, lời Bất Hủ Càn Khôn nói có phải thật không? Bất Hủ Nhan gật đầu, đúng vậy thưa lão tổ, bọn con quen nhau chưa lâu, nhưng lại nhất kiến trung tình. Nhan Nhi đã nhận định, kiếp này, anh ấy là người đàn ông duy nhất của con. Tuy chỉ nhằm cứu người. Nhưng khi nói ra câu này, trong lòng Bất Hủ Nhan vẫn có cảm giác là lạ. Vậy sao? Ánh mắt Bất Hủ Chiến trầm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không có trả lời. Tên kia, Chiến lão tổ đang hỏi cậu đấy, tại sao không đáp? Cậu câm à, nói đi. Cậu kia, trả lời câu hỏi của Chiến lão tổ, nhanh lên. Mấy thanh niên tộc Bất Hủ muốn thể hiện một phen trước mặt Bất Hủ Chiến, thế là khẽ quát Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, anh còn chần chừ cái gì hả? Mau trả lời đi. Bất Hủ Nhan sốt ruột truyền âm. Do kích động, ngực phập phồng, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng, Chiến lão tổ sẽ giết người thật đấy, anh đừng hồ nháo nữa. Bản tiểu thư làm vậy cũng chỉ vì cứu anh thôi, không làm gì anh đâu. Đúng. Diệp Bắc Minh gật đầu. Bất Hủ Chiến nhíu mày rồi buồn bực liếc Diệp Bắc Minh một cái, nếu vậy thì vào ngồi cùng đi. Nói xong, trực tiếp đi qua Diệp Bắc Minh, đi đến vị trí cao nhất. Hiện trường xôn xao. Không ngờ lại là thật. Bất Hủ Nhan điên à, coi trọng một phế vật cảnh giới đại năng tầng 5. Vậy là đời này Bất Hủ Nhan coi như xong rồi, rơi vào tay một người đàn ông như thế. Trước đây, Chiến lão tổ từng mai mối cho cô ấy mấy anh toàn là thiên tài trên bảng xếp hạng đế huyết, song bị cô ấy từ chối hết, không ngờ cuối cùng cô ấy lại chọn một phế vật như này. Rất nhiều thanh niên lắc đầu rồi cười khẩy. Cha, rõ ràng chuyện này là giả mà. Chiến lão tổ không nhìn ra sao. Bất Hủ Vấn Thiên siết chặt nắm tay. Bất Hủ Thương khẽ quát một tiếng, câm mồm, con tưởng Chiến lão tổ không nhìn ra chắc. Chỉ có mình con thông minh à. Chuyện mà Chiến lão tổ đã quyết định, dù là giả thì cũng thành thật. Đù, thế Mật Phi phải làm sao? Bất Hủ Vấn Thiên tức giận mắng một tiếng. Bất Hủ Thương suýt thì tức chết, thằng vô dụng, con vẫn còn lo người phụ nữ đó sẽ ra sao à? Chẳng mấy chốc, Bất Hủ Nhan đã dẫn Diệp Bắc Minh cùng ngồi vào chỗ. Bất Hủ Chiến ngồi ở vị trí cao nhất trong đại điện. Phía dưới, ngoài một lão giả cảnh giới tế đạo tầng 3, còn có Bất Hủ Càn Khôn cảnh giới tế đạo tầng 2. Diệp Bắc Minh, Bất Hủ Nhan, Bất Hủ Bất Bại, với cả mười mấy thanh niên tộc Bất Hủ, bọn họ đều ở đại đạo chi thượng tầng 6, tầng 7, chỉ có một mình Bất Hủ Bất Bại là đại đạo chi thượng tầng 8. Ngạo Thị Quần Hùng. Chào anh Diệp, tôi tên là Bất Hủ Hằng. Anh Diệp, tôi tên là Bất Hủ Vũ, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn. Diệp công tử, tôi tên là Bất Hủ Băng, sau này đừng bắt nạt Nhan Nhi nhà tôi nhé. Ba người nâng chén, hai nam một nữ, mỉm cười chào nhau. Tất nhiên rồi. Diệp Bắc Minh nâng ly đáp. Mấy người khác hầu như đều giữ thái độ chuyện không liên quan đến mình, quan sát thôi. Chỉ có một chàng trai, một cô gái là cười khẩy, ha ha, Bất Hủ Vũ. Anh đúng là càng sống càng tụt lùi, anh lại bảo một phế vật dựa vào phụ nữ đi chiếu cố mình ư. Người ta có thể dựa vào phụ nữ, đó cũng là một loại bản lĩnh, Bất Hủ Huyền, sao cô lại bảo người ta là phế vật? Cũng phải. Ha 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 ha. Hai người kẻ sướng người họa. Bất Hủ Nhan nhướng mày, Bất Hủ Huyền, Bất Hủ Thiến, hai người muốn gây sự đúng không? Bất Hủ Thiến khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu kiêu ngạo, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân. Chẳng lẽ tôi nói sai chắc? Cô coi trọng một tên phế vật cảnh giới đại năng tầng 5, còn không cho phép người khác nói à? Cô! Bất Hủ Nhan tức giận đứng lên. Tôi sợ cô chắc. Bất Hủ Thiến cũng đứng lên. Đủ rồi. Bất Hủ Bất Bại khẽ quát một tiếng, anh ta liếc mắt nhìn Bất Hủ Thiến, ngồi xuống. Nét mặt Bất Hủ Thiến hiện lên vẻ kiêng dè. Cô ta im lặng ngồi xuống. Bất Hủ Nhan nhíu mày, cũng ngồi xuống. Diệp công tử! Kẻ hèn này hơi tò mò, nếu anh đã đoạt Côn Ngô Mật Phi làm người phụ nữ của mình, bây giờ lại tự định chung thân với em Nhan Nhi, vậy Côn Ngô Mật Phi phải làm thế nào? Bất Hủ Bất Bại cười. Ánh mắt mọi người đổ dồn tới. Cũng không thể để em Nhan Nhi làm vợ bé chứ. Bất Hủ Bất Bại từng bước ép sát, chỉ bằng, anh thề trước mặt mọi người rằng sẽ cắt đứt quan hệ với Côn Ngô Mật Phi đi. Bất Hủ Nhan phẫn nộ quát, Bất Hủ Bất Bại, anh ấy giải quyết Côn Ngô Mật Phi thế nào? Liên quan gì đến anh? Em họ Nhan Nhi à, sao em lại không biết tốt xấu thế? Bất Hủ Bất Bại lắc đầu, thở dài một tiếng,
Hai, anh cũng vì suy nghĩ cho em mà. Diệp công tử, rốt cuộc anh chọn thế nào? Đám Bất Hủ Hằng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng nhìn Diệp Bắc Minh. Chờ câu trả lời của anh. Diệp Bắc Minh giải quyết ra sao sẽ quyết định người này có quen thân được không? Bất Hủ Huyền, Bất Hủ Thiến nhếch môi nghiền ngẫm. Đợi Diệp Bắc Minh xấu mặt. Dưới ánh nhìn của mọi người. Diệp Bắc Minh thản nhiên bật ra một câu, Côn Ngô Mật Phi là người phụ nữ của tôi, điều này không thể thay đổi. Bất Hủ Hằng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng, cả ba nhíu mày. Bất Hủ Huyền và Bất Hủ Thiến đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt, trò hay bắt đầu rồi. Bất Hủ Chiến ngồi ở chỗ cao nhất, vốn không định quản mấy chuyện tranh đấu giữa mấy tiểu bối, bây giờ nghe thấy câu này, ông ta cũng không khỏi nhíu mày. Để Bất Hủ Nhan làm vợ bé ư? Thế há chẳng phải là làm hạ uy phong của tộc Bất Hủ à? Bất Hủ Bất Bại cười, ồ, nói vậy thì em họ Nhan Nhi phải làm vợ bé à? Đã đạt được mục đích? Cũng không phải. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có hơn 20 người phụ nữ, trong lòng tôi, địa vị của họ như nhau, không chia lớn nhỏ trước sau gì hết. Anh nói cái gì? Nụ cười của Bất Hủ Bất Bại cứng đờ. Bất Hủ Hằng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng sững sờ. Bất Hủ Huyền, Bất Hủ Thiến trợn tròn mắt. Cả cái đại điện tộc Bất Hủ, rơi vào im lặng. Mọi người còn tưởng mình nghe nhầm rồi cơ. Tên nhóc này bảo, cậu ta có hơn 20 người phụ nữ á. Phụt, Bất Hủ Chiến phun ra một ngụm trà. Cha, tên xúc sinh này có hơn 20 người phụ nữ, Mật Phi còn không chọn con mà chọn hắn. Bất Hủ Vấn Thiên tan nát lòng. Sẵn tiện mọi người đang sững sờ. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, còn vấn đề gì nữa không? Chỉ có hơn 20 người phụ nữ thôi mà. Sao anh ngạc nhiên thế? Chắc không phải anh cũng giống người em kia của anh, bị trường hợp người phụ nữ anh thích lại không thích anh đấy chứ? Anh vừa dứt lời. Mặt Bất Hủ Bất Bại lập tức đằng đằng sát khí, sâu trong đôi mắt ngưng tụ ra hàn ý. Mọi người đang có mặt tại đây đều nhìn về phía Bất Hủ Bất Bại. Chẳng lẽ bị Diệp Bắc Minh đoán trúng hả? Không đúng à. Họ chưa từng nghe nói Bất Hủ Bất Bại thích cô gái nào. Diệp Bắc Minh ngầm hiểu cười một cái, xem ra mình đoán đúng rồi, Bất Hủ huynh, anh sao vậy? Ngay cả một người phụ nữ mà cũng không chinh phục được à? Anh đừng để tên là Bất Bại nữa, đổi tên thành Thất Bại luôn đi. Bù! Xung quanh cơ thể Bất Hủ Bất Bại, hư không sôi trào. Một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Nét mặt mọi người thay đổi. Người này là Bất Hủ Bất Bại đấy. Diệp Bắc Minh to gan quá, dám châm biếm như vậy. Phải biết rằng, Chiến lão tổ cũng rất tán thưởng Bất Hủ Bất Bại. Diệp Bắc Minh điên à? Hay thật sự không muốn sống nữa? Bất Hủ Hằng, Bất Hủ Vũ, Bất Hủ Băng, ba người nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt tán thưởng. Bất Hủ Huyền và Bất Hủ Thiến nhíu mày. Họ truyền âm cho nhau, thằng cha này to gan hơn chúng ta tưởng nhiều. Đồ tạp chủng chết tiệt. Bất Hủ Thương nghiến răng. Lam Nguyệt Nhã truyền âm, Bất Bại, đừng bị cậu ta ảnh hưởng. Ngay cả Bất Hủ Chiến đang ngồi ở chỗ cao nhất cũng dừng lại, nhìn hết thảy. Nếu Bất Hủ Bất Bại mới bị châm chọc mấy câu như này mà đã mất bình tĩnh, Bất Hủ Chiến sẽ phải xem xét xem có tiếp tục dùng toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng Bất Hủ Bất Bại nữa hay không. Bất Hủ Bất Bại chú ý đến ánh mắt của lão tổ, trong lòng cả kinh. Anh ta tỉnh táo lại, Diệp Bắc Minh, anh đang đùa với lửa đấy. Diệp Bắc Minh nâng chén rượu lên, mặc kệ lời uy hiếp của Bất Hủ Bất Bại, để tôi đoán nhé, anh là con trai của Bất Hủ Thương, và còn là anh trai của tên tàn phế Bất Hủ Vấn Thiên kia. Anh ở chi này, địa vị ở tộc Bất Hủ không cao. Nói cách khác, huyết mạch của anh không thuần khiết, cha anh cứ gọi tôi là đồ tạp chủng này đồ tạp chủng nọ. Trên thực tế, anh mới là tạp chủng nhỉ. Đù mé. Toàn trường kinh hãi. Ngẩn người. Diệp Bắc Minh đúng là một tên điên, anh lại dám chửi Bất Hủ Bất Bại là tạp chủng ngay trước mặt tất cả mọi người. Dù là Bất Hủ Nhan thì cũng sợ ngây người, ánh mắt cô ta nhìn Diệp Bắc Minh lóe lên, sao tên này không giống như trong suy nghĩ của mình nhỉ. Qua, thú vị. Bất Hủ huynh, sao vai anh run thế? Chẳng lẽ tôi nói sai hả? Diệp Bắc Minh cười bảo. Diệp Bắc Minh, anh muốn chết à? Bất Hủ Bất Bại gầm nhẹ. Diệp Bắc Minh cười, xem ra tôi lại nói chúng rồi, anh nỗ lực như vậy, chắc không phải là vì người phụ nữ trong lòng đó chứ. Với thân phận dòng nhánh ở tộc Bất Hủ của anh, dù có là một tạp chủng, thì cũng đủ tư cách kết đôi với hoàng thất bình thường. Cho nên,
người phụ nữ mà anh vừa ý, ừm. Chắc là con cháu đế huyết, phỏng chừng còn là kiểu có địa vị rất cao. Tạp chủng huynh, tôi không đoán sai chứ. Tạp chủng, huynh. Hầu như tất cả mọi người trong đại điện đều há hốc miệng. Có ai dám gọi bất hủ bất bại như thế chứ? Đây là nhân vật khủng bố nằm trong top 30 trên bảng xếp hạng đế huyết đấy. Bất hủ bất bại nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm, anh ta có thích một người phụ nữ thật. Đối phương đến từ Tử Vi đế tộc, huyết mạch cao quý. Anh ta từng tỏ tình, bị đối phương từ chối. Bất hủ bất bại biết, nhất định là vì huyết mạch của mình không thuần khiết nên mới bị từ chối. Chuyện này, trừ mình ra, ngay cả cha mẹ là Bất Hủ Thương và Lam Nguyệt Nhã cũng không biết. Thế mà Diệp Bắc Minh chỉ nói dăm ba câu đã suy đoán ra. Đáng sợ quá. Chỉ số thông minh của tên này quá khủng bố. Bất hủ bất bại lạnh giọng nói, Diệp Bắc Minh, anh giỏi tưởng tượng quá rồi đấy, tôi hoàn toàn không thích cô gái nào hết. Bất hủ bất bại tôi, không thể bị sỉ nhục, kẻ sỉ nhục tôi, ắt phải chết. Ồ, Diệp Bắc Minh gật đầu, vậy anh có muốn lên võ đài đánh với tôi một trận không? Nghe thấy câu này, người dân tộc bất hủ đang có mặt trong đại điện đều giật mình. Thế này thì ngông cuồng quá rồi đấy. Vừa mới sỉ nhục bất hủ bất bại xong, liền đòi lên võ đài với anh ta. Chê cái chết đến không đủ nhanh à. Diệp Bắc Minh, anh điên à. Bất hủ nhan gấp đến độ rậm chân, bất hủ bất bại đang ở cảnh giới đại đạo chi thượng tầng 8, anh mới ở cảnh giới đại năng tầng 5, anh lên võ đài cái gì hả? Đến cả bất hủ chiến cũng quay ra nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Rốt cuộc tên nhóc này lấy dũng khí ở đâu ra vậy? Anh muốn lên võ đài đánh với tôi ư? Ha 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 ha. Bất hủ bất bại cười như thể nghe thấy câu chuyện cười buồn cười nhất trên đời vậy. Diệp Bắc Minh, anh không chỉ là một tên điên, anh còn là thằng ngu nữa. Nếu anh dám lên võ đài đánh với tôi sẽ không sử dụng bất kỳ năng lực võ đạo nào. Tôi chỉ dùng sức mạnh cơ bắp là có thể giết được anh rồi. Diệp Bắc Minh híp mắt, được, để công bằng, tôi cũng chỉ dùng sức mạnh cơ bắp. Anh thầm phỉ nhổ trong lòng, tốc độ cắn câu nhanh quá. Chẳng có tính thử thách gì cả. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, ha ha ha, nhóc con, cậu bụng dạ đen tối quá rồi. Nói nhiều như vậy, chẳng qua cậu muốn khiến anh ta lên võ đài đánh với cậu mà không dùng sức mạnh võ đạo chứ gì. Diệp Bắc Minh cười thầm, chỉ có tiểu tháp hiểu tôi. Chỉ dùng sức mạnh cơ bắp, tôi đánh anh ta dễ như chơi. Bất hủ Càn Khôn mãi không nói gì, nét mặt biến ảo bất định. Suy nghĩ một lúc. Ông ta truyền âm cho bất hủ bất bại, con viện một cái cớ, đừng đồng ý lời khiêu chiến của cậu ta. Bất hủ bất bại nhíu mày, Càn Khôn lão tổ, ngài đang nói gì vậy? Không chấp nhận lời khiêu chiến của anh ta ư? Đúng. Bất hủ Càn Khôn gật đầu thật mạnh, tên nhóc này rất có vấn đề, rất có khả năng con đang dính bẫy của cậu ta. Không thể nào. Bất hủ bất bại thấp giọng rít lên, chỉ cần lên võ đài, con nhất định sẽ giết chết anh ta. Sau đó anh ta ngắt cuộc trao đổi bằng truyền âm. Mặc cho bất hủ Càn Khôn có khuyên cỡ nào, cũng không khuyên được. Tiếp theo đó, bất hủ bất bại liếc Diệp Bắc Minh một cái, ra ngoài, gặp nhau trên võ đài. Anh ta quay người đi ra ngoài đại điện. Tin Diệp Bắc Minh thách đấu với bất hủ bất bại như một cơn bão truyền khắp tộc bất hủ. Những người tộc bất hủ mà không có tư cách vào đại điện, đang chờ trên quảng trường bên ngoài, hoàn toàn sôi trào. Một lát sau, xung quanh võ đài to đã đông nghịt người. Bất hủ Thương, Lam Nguyệt Nhã, bất hủ Vấn Thiên. Bất hủ Hằng, bất hủ Vũ, bất hủ Băng. Bất hủ Huyền, bất hủ Thiến. Hơn chục triệu người vây quanh một cái võ đài, dưới đất, trên bầu trời, nóc nhà, trong hư không, chỗ nào cũng là người, bọn họ hò hét sôi nổi. Chắc chắn tên nhóc này điên rồi, lại đi thách đấu bất hủ bất bại. Chẳng lẽ cậu ta không biết? Bất hủ bất bại chính là đại biểu cho danh từ vô địch à? Tôi cá Diệp Bắc Minh sẽ quỳ xuống xin tha trong vòng 3 chiêu. Mẹ nó, còn 3 chiêu cơ á? Coi thường ai đấy, tôi cá 1 chiêu, chỉ cần 1 chiêu, Diệp Bắc Minh sẽ bị bất hủ bất bại đánh chết. Không có một người nào xem trọng Diệp Bắc Minh. Cảnh giới đại năng tầng 5 vs đại đạo chi thượng tầng 8. Cho dù người sau không dùng sức mạnh võ đạo, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp. Lực của một quyền tối thiểu cũng phải 3.000 con rồng trở lên. Cảnh giới đại năng tầng 5 ư. Dù có dùng cả sức mạnh võ đạo, lực sát thương nhiều nhất là lên đến 800 con rồng. Đánh thế nào nữa? Diệp Bắc Minh, đừng lên.
Bất Hủ Nhan gần như nài nỉ. Cô ta không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với Diệp Bắc Minh, nhưng cũng không muốn nhìn anh đi chịu chết. Bàn tay nhỏ giữ chặt cánh tay Diệp Bắc Minh, nắm chặt. Diệp Bắc Minh cười nhẹ, người đàn ông cô chọn, không dễ chết thế đâu. Xem tôi xử anh ta này. Hết sức tự tin, gỡ tay Bất Hủ Nhan ra. Để lại cho Bất Hủ Nhan một bóng lưng, anh bước từng bước lên võ đài. Cậu ta dám đi lên thật kìa. Mọi người ngẩn ngơ. Ở phía cuối đám đông, Bất Hủ Chiến đứng ở cửa đại điện, con người già nua hơi dao động, cái kiểu ngông nghênh, tính cách, bản tính, trí thông minh này, nếu thiên phú mà cao hơn một tí. Bất Hủ Càn Khôn đứng cạnh nghe thấy lời này, ông ta há miệng. Trong lòng dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm. Không ngờ Bất Hủ Chiến lại, có hứng thú với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, phải giết chết. Dưới võ đài. Anh, giết hắn ta giúp em. Đánh gãy xương hắn, hành hạ hắn đến chết luôn. Bất Hủ Vấn Thiên điên cuồng rít gào. Bất Hủ Thương lạnh giọng nhắc nhở, bất bại, tính hết thù mới hận cũ đi. Cứ chơi đùa hắn, tuyệt đối đừng để cho hắn chết quá nhẹ nhàng. Lam Nguyệt Nhã nghiến răng nghiến lợi, con trai, thù của em trai con, giao cho con đấy. Hành hạ cậu ta đến chết cho mẹ. Diệp Bắc Minh, chịu chết đi. Bất Hủ Bất Bại dậm chân một cách thô bạo, khiến võ đạo đài khẽ rung lên, cùng lúc gạch dưới đất nổ tung, anh ta lao ra như sấm sét trên bầu trời. Thời gian một phần vạn hơi thở. Đáp xuống trước mặt Diệp Bắc Minh, anh ta giơ tay đấm một quyền. Một cú đấm với sức mạnh 3.000 rồng, không cần sử dụng bất kỳ sức mạnh võ đạo nào. Sức mạnh vật lý thuần túy, một cú đấm phá vỡ hư không. Diệp Bắc Minh không hề nao núng, giơ tay đấm một quyền tiếp đón. Cậu ta lại lựa chọn đối đầu với Bất Hủ Bất Bại. Tên nhóc này muốn chết à? Tôi dường như đã nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của cậu ta khi cánh tay bị cú đấm của Bất Hủ Bất Bại đánh nát. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, cái tên ngu ngốc, hắn ta thật đáng chết. Bất Hủ Vấn Thiên cười điên cuồng, mày mà cũng xứng đối quyền với anh tao sao? Để tao xem mày chết thế nào. Một chữ chết vừa dứt. Bùm. Một tiếng động kinh thiên động địa, Bất Hủ Bất Bại bay ngược về phía sau, lại không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh. Toàn hiện trường im lặng như chết. Chuyện gì đã xảy ra thế? Bất Hủ Vấn Thiên đứng ngây ra. Không thể nào, Bất Bại, đừng đùa với hắn nữa, trực tiếp giết hắn đi. Bất Hủ Thương hét lên. Bất Hủ Chiến ở phía xa hơi cau mày. Ông ta liền nhìn ra Bất Hủ Bất Bại vẫn chưa từ bỏ, và cú đấm vừa rồi thật sự thua rồi. Sự run rẩy nhẹ của cánh tay anh ta là bằng chứng. Đáng chết, rốt cục là chuyện gì chứ? Thể lực của tiểu tử này chẳng lẽ có thể so sánh với cấp 8 trên đại đạo? Bất Hủ Càn Khôn ở một bên kinh hãi nghĩ. Lại đánh thắng rồi. Điều đáng ngạc nhiên nhất là không có gì hơn Bất Hủ Nhan. Anh trai khốn kiếp, có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh cười, không phải anh muốn tôi chết sao? Tại sao anh lại bay ra ngoài? Trên người hắn có hơn 100 long mạch. Không biết đã ăn bao nhiêu kim tủy đan thượng cổ rồi. Cộng với, hấp thu một giọt đế huyết của Giao Trì. Nội đan của lão đế hoàng. Dưới lôi kiếp cửu sắc, rèn luyện cơ thể. Tất cả những thứ này lại cộng lại, thân thể máu thịt của Diệp Bắc Minh đã đạt tới sức mạnh đáng sợ. Hiện tại, hắn đã ở cảnh giới đại đạo cấp 5. Sức mạnh bùng phát từ một cú đấm là khoảng 3.050 rồng. Vừa hay mạnh hơn Bất Hủ Bất Bại sức mạnh 50 rồng. Hai người đối quyền, sức mạnh 3.000 con rồng triệt tiêu lẫn nhau. Sức mạnh 50 rồng còn lại chính là cọng rơm cuối cùng áp đảo được Bất Hủ Bất Bại. Diệp Bắc Minh, đừng vui mừng quá sớm. Bất Hủ Bất Bại thấp giọng hét lên, dậm chân rồi lại lao vào. Binh! Diệp Bắc Minh tung ra một cú đá. Vào ngực của Bất Hủ Bất Bại. Bất Hủ Bất Bại lăn ra, để lại một vết tích dài hàng chục mét trên võ đài. Anh trai khốn kiếp, xem ra anh phải đổi tên thành Bất Hủ Thất Bại thật rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vừa nói khoác lên tận trời, tại sao trên võ đài lại không được rồi? Mày muốn chết rồi. Mắt của Bất Hủ Bất Bại đỏ ngầu, lại lao tới với cơn giận dữ tột độ. Diệp Bắc Minh căn bản không nuông chiều. Với một cú đá vào không trung, Bất Hủ Bất Bại phun ra một ngụm máu tươi. Không cần đến sức mạnh võ đạo, chỉ cần dựa vào sức mạnh 50 rồng của cơ thể máu thịt. Căn bản là không thể chống cự được. Bất Hủ Bất Bại bị thương rồi. Làm sao có thể, thể lực của tiểu tử này lại còn đáng sợ hơn Bất Hủ Bất Bại ở cấp 8 trên đại đạo.
xung quanh võ đạo đài hoàn toàn sôi sục. Không thể nào, anh trai tôi là vô địch. Bất Hủ Vấn Thiên hét lớn, anh, mau giết hắn đi. Đừng đùa với hắn nữa, em muốn tiểu tử này phải chết. Bất Hủ Thương không thể chấp nhận việc con trai mình đánh không lại một tên tạp chủng, bất bại, con đang làm gì vậy? Còn không giết Diệp Bắc Minh đi. Giết! Đôi mắt Bất Hủ Bất Bại đỏ ngầu. Một cơn giận bùng cháy trong lòng. Trong cơn thịnh nộ tột độ, trên trán nổi gân xanh, bộc phát sức mạnh 3020 rồng. Vẫn thiếu sức mạnh 30 rồng. Phụt! Lại phun ra máu tươi, bay ra ngoài như một con chó chết. Diệp Bắc Minh đuổi theo, dùng sức đạp xuống ngực anh ta. Rắc rắc, có một tiếng vang giòn. Xương sườn vỡ nát. À! Cơn đau dữ dội khiến Bất Hủ Bất Bại hét lên thảm thiết. Hàng chục triệu người đứng yên tại chỗ, quên phản ứng. Bất Hủ Bất Bại lại bị bạo ngược như vậy, mình đang nằm mơ sao? Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn Bất Hủ Bất Bại, có đau không? Nếu thật sự đánh không lại thì đầu hàng đi. Hoặc là dùng sức mạnh võ đạo của anh, cấp 8 trên đại đạo, dùng toàn lực để giết chết một cảnh giới đại năng cấp 5, không mất mặt đâu. Mày! Bất Hủ Bất Bại tức giận đến suýt hộc máu. Anh ta vừa mới khoe rằng mình có thể tùy ý giết chết Diệp Bắc Minh bằng sức mạnh thể chất của mình. Lúc này, nếu sử dụng sức mạnh võ đạo, chẳng phải là phản bội lời thề sao? Diệp Bắc Minh đang muốn phế cái tâm võ đạo của Bất Hủ Bất Bại. Bất Hủ Thương cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, bất bại, tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh võ đạo, tên tiểu tử này đang khích con đấy. Nếu thực sự không được, thì xuống võ đạo đài đi. Con trúng kế của hắn, thua cũng không có gì đáng xấu hổ. Lam Nguyệt Nhã gật đầu theo, đúng vậy, bất bại, mau xuống đi, thua cũng không có gì xấu hổ cả. Bất Hủ Bất Bại gầm lên, trong từ điển của con không có từ thua. Cháy đi, huyết mạch của ta. Bát. Giây tiếp theo. Máu của Bất Hủ Bất Bại hoàn toàn sôi trào, trên cơ thể anh ta phun ra một huyết quang, toàn bộ khí tức đột nhiên dâng trào. Anh ta giơ tay đấm vào đùi Diệp Bắc Minh. Sức mạnh 3.300 rồng vượt xa 3.050 rồng của Diệp Bắc Minh. Binh! Diệp Bắc Minh bay ra ngoài, suýt chút nữa rơi khỏi võ đạo đài. Rơi xuống rìa. Tốt! Bất Hủ Thương nắm chặt nắm đấm, bất bại, tận dụng sức mạnh huyết mạch thiêu đốt, trực tiếp giết chết hắn đi. Bất Hủ Bất Bại chậm rãi đứng dậy, xương sườn gãy trên ngực phát ra tiếng lạch cạch, trở lại vị trí ban đầu. Diệp Bắc Minh, mày ép tao đến mức này, đủ kiêu ngạo rồi. Ánh mắt của Bất Hủ Bất Bại vô cùng lạnh lùng, chết đi cho tao. Sức mạnh huyết mạch hoàn toàn bùng nổ. Lần này, sức mạnh của hơn 3.500 rồng bùng nổ. Ha ha ha, tên khốn kiếp, mày chết đi. Bất Hủ Vấn Thiên kích động nhảy lên, anh trai của tôi là vô địch, bất bại. Bất Hủ Nhan hét lớn, Diệp Bắc Minh, mau nhảy xuống khỏi võ đạo đài. Diệp Bắc Minh đứng nguyên ở đó, không chút động tĩnh. Trong mắt mọi người, hắn đã bị dọa ngây ra rồi. Bất Hủ Thương, Bất Hủ Vấn Thiên, Lam Nguyệt Nhã đều đã nở nụ cười nham hiểm trên môi. Cuối cùng tên khốn này cũng phải chết rồi. Vào thời điểm quan trọng, Bất Hủ Bất Bại đã cách Diệp Bắc Minh chưa đến 10 mét. Khoảng cách 10 mét, dù chỉ một phần vạn hơi thở cũng không cần thiết. Bất Hủ Nhan kêu lên, Diệp Bắc Minh, anh còn ngây ra đó làm gì? Trốn đi. Cùng lúc đó, biểu cảm của Diệp Bắc Minh không thay đổi, đột nhiên cười lớn, chỉ có anh mới biết sức mạnh huyết mạch thiêu đốt sao. Tôi cho anh xem, cái gì mới gọi là huyết mạch thiêu đốt. Bát! Ngay lập tức, phía sau Diệp Bắc Minh, hai loại lửa một đỏ một đen bùng cháy. Khí tức trên người đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo. Giống như một người bò ra từ vũng máu, hắn giơ cổ tay lên và đấm ra. Nắm đấm của cả hai chạm vào nhau. Toàn bộ cánh tay của Bất Hủ Bất Bại nổ tung. Hoàn toàn hóa thành xương máu. Hàng chục triệu con mắt, co lại thật mạnh. Còn không kịp kinh ngạc. Cú đấm thứ hai của Diệp Bắc Minh đã đến, đánh thẳng vào ngực Bất Hủ Bất Bại. Nếu như cú đấm này rơi xuống, cơ thể Bất Hủ Bất Bại nhất định sẽ nổ tung. Ngay cả sau khi hồi phục được thân thể máu thịt, cũng hoàn toàn phế rồi. Tên súc sinh, mày dám. Bất Hủ Càn Khôn hét lên. Cho dù là quy tắc võ đạo đài gì. Một ý nghĩ chợt đứng trước cơ thể Bất Hủ Bất Bại, tàn nhẫn đấm một quyền vào cánh tay Diệp Bắc Minh, chết đi. Sức mạnh cảnh giới tế đạo cấp 2 bùng nổ. Toàn bộ võ đạo đài rung chuyển. Rắc rắc, binh. Hai âm thanh gần như vang lên cùng một lúc.
toàn bộ võ đạo đài nổ tung, hoàn toàn biến thành tro bụi. Diệp Bắc Minh bay ra ngoài, thảm hại rơi xuống cách đó hàng trăm mét, đập mạnh vào quảng trường của bất hủ tộc, khiến gạch trên mặt đất nổ tung. Quỳ một gối, xung quanh cơ thể hắn xuất hiện một cái hố có đường kính 100 mét. Một cánh tay hoàn toàn biến mất. Máu tươi nhuộm đỏ nửa người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, bất hủ nhan hét lên một tiếng, lao về phía trước, anh thế nào? Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi, lắc đầu, khụ khụ. Không sao. Vậy mà vẫn chưa chết à? Thằng nhóc này rốt cục là quái vật gì vậy? Có phải đòn vừa rồi của lão tổ Càn Khôn ít nhất dùng đến 70% sức lực rồi nhỉ? Mọi người trong bất hủ tộc đều sửng sốt và kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Cuối cùng cũng biết người này đáng sợ đến thế nào. Cảnh giới tế đạo cấp 2, một đòn với hơn 70% sức lực. Lại không thể trực tiếp đánh hắn tan nát thành xương máu. Chết tiệt, sao hắn vẫn chưa chết? Bất hủ thương run rẩy. Bất hủ vấn thiên sợ đến dựng tóc gáy, bố, nhất định phải giết chết hắn, không thì quá đáng sợ. Vừa rồi, khi bất hủ Càn Khôn tung ra một quyền, tháp Càn Khôn chấn ngục muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại bị Diệp Bắc Minh ngăn cản. Một khi tiểu tháp ra tay, những người có mặt nhất định sẽ cảm nhận được. Vì thế, Diệp Bắc Minh lựa chọn đỡ đòn này. Với cái giá phải trả là một cánh tay, hắn thật sự đã đỡ được đòn này. Hai mắt bất hủ nhan đỏ hoe, có chút tức giận, như này còn không sao. Tay của anh bị phế rồi. Diệp Bắc Minh cười, phế thì phế thôi, cũng không phải là không mọc lại được. Thế nào, không làm cô mất mặt đấy chứ? Không, làm tôi mở mày mở mặt quá rồi. Bất hủ nhan gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bất hủ chiến, chiến lão tổ, người nhìn thấy chưa? Bất hủ Càn Khôn đã phá vỡ quy tắc của võ đạo đài, một cảnh giới tế đạo không biết xấu hổ. Phá vỡ quy tắc của võ đạo đài trước mặt người trong tộc. Còn muốn giết người đàn ông của bất hủ nhan con. Chiến lão tổ, xin hãy cho con một công đạo. Nói xong, bất hủ nhan trực tiếp quỳ xuống, đầu gối đập mạnh vào quảng trường. Gạch trên mặt đất vỡ tung, máu tươi chảy ra. Cái quỳ này khiến toàn bộ quảng trường rơi vào sự im lặng hoàn toàn. Bất hủ chiến sầm mặt, hành vi của bất hủ Càn Khôn thật sự đã làm mất mặt bất hủ tộc. Truyền lệnh của ta. Tước bỏ thân phận lão tổ bất hủ tộc của bất hủ Càn Khôn, giáng ông ta thành một trưởng lão bình thường. Mọi người đều bị sốc, nhưng không dám nói thêm. Ngay cả bất hủ Càn Khôn cũng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm bất hủ nhan và Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt của bất hủ chiến dịu đi, nhan nhi, bớt giận chưa? Không đủ. Bất hủ nhan kiên quyết lắc đầu, con muốn lấy quả bất hủ của đỉnh thứ bảy để khôi phục thân thể cho người đàn ông của con. Cái gì? Không thể nào. Bất hủ Càn Khôn trực tiếp phản đối, tức giận hét lên, bất hủ nhan, cô đừng quá đáng quá. Cánh tay của bất bại cũng bị phế rồi, cần quả bất hủ đó để khôi phục. Quả bất hủ phải mất 10 tỷ năm mới chín một quả. Cô lấy quả ở đỉnh thứ 7 rồi, vậy còn bất bại thì làm thế nào? Hắn làm thế nào thì liên quan gì đến tôi? Bất hủ nhan cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm bất hủ Càn Khôn, bà đây muốn quả bất hủ của đỉnh thứ 7 đó. Cô ta có khuôn mặt chỉ mới 15, 16 tuổi. Lại tự gọi mình là bà đây, có một cảm giác quái lạ. Bất hủ chiến khẽ cau mày, nhan nhi, cái này có phải hơi quá rồi không? Một quả bất hủ có ý nghĩa rất lớn. Hai mắt bất hủ nhan đỏ hoe, chiến lão tổ, Diệp Bắc Minh chính là người đàn ông mà con nhận định. Người đàn ông của con biểu hiện trên võ đạo đài tốt như vậy, lại bị bất hủ Càn Khôn trực tiếp phế đi một cánh tay. Con muốn một quả bất hủ để chữa trị vết thương cho anh ấy, việc này là quá đáng sao? Nếu chiến lão tổ cảm thấy quá đáng, vậy thì được rồi. Bất hủ nhan nghiêm túc gật đầu. Không quỳ nữa, từ từ đứng dậy. Cô nhìn xung quanh, lớn tiếng hét lên, người của đỉnh thứ ba núi bất hủ, tất cả ra đây. Rõ, hơn 1 triệu cái bóng bay lên trời. Mật độ dày đặc, lơ lửng giữa không trung. Bất hủ nhan ra lệnh. Nhân danh đỉnh chủ tương lai của đỉnh thứ ba, ta ra lệnh, từ nay về sau, chúng ta sẽ là kẻ thù của đỉnh thứ bảy. Sau này, bất kỳ thử thách, hoạt động hay cuộc thi nào của bất hủ tộc, chỉ cần không vi phạm quy tắc của bất hủ tộc. Giết toàn bộ người của đỉnh thứ bảy. Diệp Bắc Minh có chút bối rối, hắn chỉ là làm chút khổ nhục kế mà thôi. Sao lại gây ra hậu quả thế này? Nhà đầu này ngực không lớn nhưng lại rất nóng tính. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm. Tháp Càn Khôn chấn ngục cười khúc khích,
nhóc con, khổ nhục kế của cậu rất thành công, nhưng người ta như vậy không phải là vì cậu sao? Lương tâm của cậu để ở đâu hả? Giây tiếp theo. Đợi đã. Sắc mặt của Bất Hủ Càn Khôn thay đổi dữ dội vì sợ hãi. Đám người Bất Hủ Thương, Bất Hủ Vấn Thiên, Lam Nguyệt Nhã sợ hãi đến im lặng, răng không ngừng đánh lập cập. Núi Bất Hủ tổng cộng có 9 đỉnh chính, khoảng cách sức mạnh giữa đỉnh thứ 7 và đỉnh thứ 3 là rất lớn. Nếu thật sự làm theo lời Bất Hủ Nhan nói, đỉnh thứ 7 chắc chắn sẽ chết. Lục tiểu thư, có chuyện gì thì từ từ nói, có cần đến mức như vậy không? Bất Hủ Càn Khôn nuốt nước bọt. Bất Hủ Nhan tức giận cười, bây giờ biết sợ rồi sao? Đã muộn rồi. Chiến lão tổ, xin người nói gì đi. Bất Hủ Càn Khôn nhìn về phía Bất Hủ Chiến. Ông ta thật sự sợ rồi. Mí mắt của Bất Hủ Chiến giật giật. Ông ta không ngờ Bất Hủ Nhan lại vì Diệp Bắc Minh mà tức giận như vậy. Nhan nhi, đều là người nhà, không cần như vậy, quả bất hủ của đỉnh thứ 7 ta làm chủ, đưa cho con. Người nhà. Bất Hủ Nhan cười lạnh nói, chiến lão tổ, đỉnh thứ 7 vốn dĩ là người hầu của bất hủ tộc. Tiên tổ bất hủ đại đế ban ân cho bọn chúng, cho phép bọn chúng lấy họ bất hủ, đồng thời liên hôn với bất hủ tộc chúng ta. Trong người bọn chúng chỉ có một chút xíu huyết mạch của bất hủ tộc. Chỉ là một người hầu mà cũng dám làm bị thương người đàn ông của Bất Hủ Nhan con. Con giết bọn chúng, có vấn đề gì sao? Bà đây không ra uy, các người liền quên mất ta là đỉnh chủ tương lai của đỉnh thứ 3 đúng không? Bất Hủ Nhan hoàn toàn tức giận. Đỉnh thứ 3 không tranh giành với thế giới. Ngoài ra, bố mẹ của Bất Hủ Nhan đều mất sớm, lão tổ cảnh giới tế đạo cấp 4 của đỉnh thứ 3 lại xảy ra soi sót trong lúc tu luyện. Luôn bế quan trong suốt 1 tỷ năm nay. Không bao giờ lộ diện. Khiến cho đỉnh thứ 3 trong những năm này đều rất khiêm tốn. Bây giờ Bất Hủ Nhan cảm thấy đỉnh thứ 3 khiêm tốn quá mức rồi. Bất Hủ Chiến suy nghĩ một chút, Nhan nhi, con muốn như thế nào? Bất Hủ Nhan lạnh lùng nhìn Bất Hủ Càn Khôn, để cho con chó già này tự hủy một cảnh giới nhỏ, con muốn để ông ta biết hậu quả của việc ra tay với người đàn ông của Bất Hủ Nhan con. Toàn hiện trường im lặng như chết. Khuôn mặt già nua của Bất Hủ Càn Khôn hoàn toàn tối sầm. Trên trán ông ta nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu, Bất Hủ Nhan, cô điên rồi sao? Tôi khó khăn lắm mới tiến vào được cảnh giới tế đạo cấp 2, cô bảo tôi tự hủy cảnh giới. Tụt xuống cảnh giới tế đạo cấp 1 sao? Cô nằm mơ đi. Lông mày của Bất Hủ Chiến nhíu chặt vào nhau. Bất Hủ Càn Khôn bất tử tự hủy một cảnh giới nhỏ, đối với Bất Hủ tộc mà nói, cũng là một tổn thất. Nhan nhi, đừng quá đáng quá. Giọng ông ta trầm xuống, cảm giác có phải mình biết ăn nói quá rồi không? Cũng đúng vào lúc này. Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng từ trong hư không truyền đến. Từ đỉnh thứ 3 của núi Bất Hủ. Quá đáng, Bất Hủ Chiến, Nhan nhi có chỗ nào quá đáng? Chỉ một người hầu mà thôi, cho dù đạt tới cảnh giới tế đạo cấp 2, cũng coi như là món quà của Bất Hủ tộc tặng cho hắn. Bắt hắn tự hủy 2 cảnh giới nhỏ. Cút khỏi cảnh giới tế đạo. Nếu không, lão đây sẽ tự mình xuất quan, chém chết Bất Hủ Càn Khôn. Chết tiệt. Toàn bộ núi Bất Hủ đều sôi trào. Lão tổ bế quan 1 tỷ năm của đỉnh thứ 3 lại lên tiếng. Tự mình xuất quan, chém chết Bất Hủ Càn Khôn. Thật quá bá đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.